là hoạch định thu mua rồi sản xuất và phân phối. Trong vấn đề buổi trước thì mình đã trình bày cho các em cái hoạt động về cái công tác là hoạch định chuỗi cung ứng. Thì chúng ta cũng đã nghiên cứu được ba cái hoạt động chính, đó là dự báo về nhu cầu, định giá sản phẩm và quản lý tồn kho. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ vào cái phần 2. Trong cái phần 2 liên quan tới các hoạt động điều hành chuỗi cung ứng thì nó gồm có, chúng ta chờ mình một phút, giới thiệu cho các em cái công tác là thu mua trong cái hoạt động điều hành chuỗi cung ứng. Thì trong phần này thì chúng ta sẽ nghiên cứu hai cái hoạt động chính, đó là hoạt động cung ứng hay còn gọi là tìm nguồn thu mua đó, và cái hoạt động thứ hai là liên quan đến vấn đề là tín dụng và các khoản phải thu. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu cái hoạt động cung ứng thì bao gồm những cái hành động để mà chúng ta lưu ý rằng là gì, cung ứng hay còn gọi là thu mua. Các em chờ mình một phút. Alo. Thì đó biết rồi vậy thôi. Có nghĩa là có nghĩa học kỳ này cái gì, cái học kỳ sau là giữa tay nói gì. Thì trước đây đó, cái nhiệm vụ mà truyền thống của một nhà quản lý mua hàng đó là họ tìm kiếm những cái nhà cung cấp tiềm năng, rồi để mà cung cấp về các sản phẩm mà họ hay là cái nguyên vật liệu mà họ cần, rồi để làm gì, họ so sánh cái giá cả giữa các cái nhà cung cấp. Sau khi mà họ so sánh giá cả xong thì họ sẽ quyết định mua sản phẩm từ nhà cung cấp nào với cái chi phí thấp nhất mà họ tìm được. Thì đó là cái hoạt động gọi là thu mua. Chức năng thu mua thì chúng ta thấy rằng là trên slide thì mình để rằng là chức năng thu mua thì có thể được chia thành 5 cái hoạt động chính. Thứ nhất đó là mua hàng này, thứ hai đó là gì, quản lý mức tiêu dùng này, thứ ba là lựa chọn nhà cung cấp này, thứ tư là thương lượng hợp đồng hay còn gọi là gì, đàm phán hợp đồng, thứ năm đó là quản lý hợp đồng. Thì nôm na thì ở trong cái môn nghiệp vụ ngoại thương á, thì chẳng hạn như nó liên quan đến vấn đề là mua bán hàng hóa quốc tế, thì thực ra thì đợt trước mình cũng giới thiệu cho các em sơ bộ về cái quy trình mua hàng gồm những cái bước nào, chẳng hạn như là chúng ta phải gì, lựa chọn nhà cung cấp này, đúng không ạ? Rồi chúng ta phải xác định được cái nhu cầu về nguyên vật liệu hay nhu cầu về các cái dịch vụ cần thiết mà công ty chúng ta cần mua. Từ đó thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái nhà cung cấp. Thì một trong những cái tiêu chí mà để cho cái người thu mua có thể mua nguyên vật liệu, chọn được cái nhà cung cấp phù hợp nhất là gì? Chúng ta căn cứ vào cái chi phí, có nghĩa là gì? Cái giá cả về sản phẩm là thấp nhất. Sau khi mà chúng ta lựa chọn được cái nhà cung cấp rồi, hay còn gọi là cái người bán á, thì chúng ta sẽ gì, có một cái khâu gọi là gì, tiếp xúc để mà đàm phán các cái nội dung liên quan đến hợp đồng, rồi và sau khi mà ký kết hợp đồng xong thì chúng ta sẽ còn có cái bước là gì, thực hiện hợp đồng và quản lý hợp đồng đó. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, chức năng thu mua thì ở đây thì có thể chia được chia thành 5 cái hoạt động chính, đó là mua hàng này, quản lý mức tiêu dùng này, lựa chọn nhà cung cấp này, thương lượng hợp đồng và quản lý hợp đồng. Liên quan đến vấn đề là mua hàng, thứ nhất là mua hàng, thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, bộ phận cung ứng hay còn gọi là bộ phận mua hàng, người ta sẽ nôm na chúng ta hiểu là gì, sau khi mà họ xác định được nhu cầu, có nghĩa là nhu cầu từ bộ phận sản xuất liên quan đến nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm, hay là các cái bộ phận khác người ta cần mua liên quan đến các cái dịch vụ, thì sau khi mà xác định được cái nhu cầu, cái mức tiêu dùng, cái nhu cầu của các cái bộ phận liên đới, chẳng hạn như sản xuất hay là các bộ phận khác, thì bộ phận cung ứng này họ sẽ tiến hành là gì, phát đơn hàng. Phát đơn hàng mục đích là gì, gọi là gì, gửi đơn hỏi hàng đó, liên hệ, mục đích là gì, liên hệ với nhà cung cấp để mà đặt hàng. Thì đợt trước mình cũng giới thiệu sơ cho các em, chẳng hạn như trong hợp đồng á, thì trong cái đơn hàng này hay là con trong đơn hỏi hàng này thì người ta sẽ hỏi những cái vấn đề liên quan đến hàng hóa, chẳng hạn như là về danh mục hàng hóa, danh mục sản phẩm, danh mục hàng hóa cần mua, có nghĩa là tên hàng, mua bán hàng hóa gì, đúng không ạ? Rồi số lượng là bao nhiêu, rồi chủng loại hàng hóa như thế nào,
rồi phương thức vận chuyển, rồi ngày giao hàng, rồi địa điểm giao hàng, cũng như là các cái điều kiện thanh toán. Thì ở trong môn quản trị chủ môn nghiệp vụ ngoại thương thì mình cũng giới thiệu cho các em sơ bộ về cái khâu liên quan đến vấn đề hỏi hàng, và các cái thông tin này thì phải được hỏi một cách rõ ràng. Thì đó là cái vấn đề là mua hàng. Cái thứ hai liên quan đến vấn đề mua hàng, có hai cái loại sản phẩm mà thực ra công ty có thể mua liên quan đến bộ phận mua hàng mua. Đó là, thứ nhất là liên quan đến vấn đề là nguyên vật liệu trực tiếp cần thiết để mà sản xuất ra sản phẩm bán cho khách hàng. Và cái loại thứ hai là những cái dịch vụ MRO. Thì MRO thì viết tắt bởi cụm từ đó là Maintenance, Repair and Operation, mà chúng ta có thể dịch ra là gì? Những cái dịch vụ liên quan đến vấn đề là gì? Bảo trì nè, sửa chữa và vận hành. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta, đặc biệt là khi mà chúng ta vận hành các cái nhà máy sản xuất thì bao giờ nó cũng sẽ có các cái dịch vụ kèm theo liên quan đến vấn đề là bảo trì máy móc trang thiết bị, rồi sửa chữa vận hành máy móc trang thiết bị. Thì chúng ta cũng phải ký kết các cái dịch vụ, nôm na chúng ta có thể hiểu là mua các cái dịch vụ về liên quan đến vấn đề là gì, bảo trì, sửa chữa và vận hành cần thiết trong quá trình mà tiêu thụ trong hoạt động thường ngày của cái hoạt động đó. Nói tóm lại, vấn đề mua hàng thì gồm có hai cái sản phẩm chính mà công ty có thể mua, đó là nguyên vật liệu trực tiếp, có nghĩa là gì, nguyên vật liệu đầu vào để mà sản xuất ra sản phẩm cung cấp cho khách hàng. Và cái thứ hai mà liên quan đến vấn đề mua hàng ở đây là gì, chúng ta mua các cái dịch vụ MRO. Dịch vụ MRO thì hôm nay chúng ta sẽ gọi là gì, dịch vụ về gì, bảo trì, sửa chữa và vận hành liên quan tới các máy móc trang thiết bị ở trong cái nhà máy sản xuất. Thì thực ra thì cái phần này thì chúng ta cũng đã được học, cũng như là thầy cô cũng đã giới thiệu sơ qua trong cái môn học quản trị sản xuất rồi. Thì ở đây thì liên quan tới mình nói rồi, sản xuất cũng là một cái hoạt động trong cái quản trị chuỗi cung ứng. Do đó thì mình cũng giới thiệu sơ cho các em để chúng ta nắm lại. Rồi cái phần thứ ba, cái phần thứ hai liên quan tới cái chức năng thu mua, đó là quản lý mức tiêu dùng. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì, thu mua có hiệu quả thì bắt đầu từ việc là tìm hiểu danh mục cần mua, có nghĩa rằng là gì, cái vấn đề thu mua này mà có để mà đạt hiệu quả thì chúng ta cần phải nắm được các cái danh mục sản phẩm được mua. Các cái danh mục sản phẩm được mua này thì nó phụ thuộc vào vấn đề là nhu cầu của từng bộ phận trong công ty. Chẳng hạn như là bộ phận sản xuất thì người ta cần mua nguyên vật liệu, hoặc là các cái bộ phận khác thì người ta mua các cái dịch vụ cũng như sản phẩm khác, thì chúng ta cần phải nắm được cái danh mục sản phẩm được mua. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải xác định được rằng là gì, các cái danh mục sản phẩm này được mua từ nhà cung cấp nào. Và cái thứ ba, khi mà liên quan đến vấn đề thu mua thì cái nhà quản lý thì cần nắm liên quan đến vấn đề là giá cả là bao nhiêu. Thì để đây là ba cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề quản lý mức tiêu dùng trong cái hoạt động thu mua cần phải nắm. Đó là thứ nhất là gì, danh mục sản phẩm được mua. Cái thứ hai là gì, nhà cung cấp nào, có nghĩa là mua hàng hóa đó từ sản phẩm đó từ nhà cung cấp nào. Và cái thứ ba đó là gì, mức giá cả là bao nhiêu. Sau đó thì sau khi mà chúng ta tìm hiểu được ba cái hoạt động này rồi, thì chúng ta xem xét thử là cái mức tiêu dùng này với cái mức dự báo, có nghĩa là gì, ở trong cái hoạch định của chúng ta như thế nào để mà chúng ta có thể gì điều chỉnh cho phù hợp. Rồi cái thứ ba liên quan tới cái hoạt động thu mua, đó là cái bước lựa chọn nhà cung cấp. Thì vấn đề là nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, lựa chọn nhà cung cấp nó là một cái hoạt động diễn ra liên tục để mà chúng ta xác định được những cái khả năng cung ứng cần thiết để mà thực hiện cái kế hoạch và vận hành mô hình kinh doanh của công ty. Và đây là một cái hoạt động có tầm quan trọng, đặc biệt liên quan đến vấn đề là lựa chọn của năng lực nhà sản xuất, chẳng hạn như là mức phục vụ này, rồi thời gian giao hàng đúng thời gian này, rồi các cái hoạt động liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật vân vân, để mà có thể có được những cái đề xuất với nhà cung cấp về cái khả năng cung cấp các cái sản phẩm và dịch vụ cần thiết. Và công ty phải hiểu rõ cái tình hình mua hàng hiện tại và đánh giá được những gì mà công ty cần hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Và một cái nguyên tắc chung là công ty luôn phải thu hẹp dần số lượng nhà cung cấp để mà lựa chọn đối tác kinh doanh phù hợp.
Và đây chính là cái đòn bẩy quyết định quyền lực của người mua với nhà cung cấp để có được một mức giá tốt nhất khi mà mua sản phẩm với số lượng lớn. Cái thứ ba, hoạt động thứ tư liên quan đến vấn đề là cái công tác thu mua mà chúng ta lúc nãy mình cũng giới thiệu, đó là gì? Thương lượng hợp đồng. Thì sau khi mà chúng ta lựa chọn được nhà cung cấp rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành các cái bước thương lượng đàm phán hợp đồng. Thì thương lượng hợp đồng với nhà cung cấp thì chúng ta dựa trên một cái danh sách đã được lựa chọn, chẳng hạn như là liên quan đến vấn đề là danh mục sản phẩm này, rồi giá cả này, mức phục vụ này. Và cái dạng thương lượng đơn giản là hợp đồng mua sản phẩm gián tiếp từ nhà cung cấp dựa vào cái mức giá thấp nhất, và dạng thương lượng phức tạp là cái hợp đồng mua nguyên vật liệu trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu về chất lượng tốt, mức phục vụ cao và các kỹ thuật hỗ trợ cần thiết. Và các cái dạng thương lượng song phương mua những cái sản phẩm trực tiếp như là sản phẩm thiết bị văn phòng này, sản phẩm lau chùi này, bảo trì máy móc thiết bị vân vân, thì nó trở nên phức tạp hơn do tất cả bị cắt giảm trong kế hoạch tổng hợp của công ty nhằm tăng hiệu quả trong mua hàng và quản lý tồn kho. Rồi các cái nhà cung cấp sản phẩm trực tiếp hay gián tiếp thì đều cần phải thiết lập ra cho mình những cái năng lực chung, và để cái công tác mua hàng hiệu quả thì nhà cung cấp phải thiết lập khả năng kết nối dữ liệu điện tử cho mục đích nhận đơn hàng. Thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng là gì, trong vấn đề quản lý thương lượng hợp đồng thì họ không còn, nhà cung cấp với lại là người bán người mua không còn gặp mặt trực tiếp nhau nữa, mà họ có thể sử dụng các cái kết nối dữ liệu điện tử, chẳng hạn như là các cái hệ thống ERP. Nếu mà chúng ta đọc ở cái phần hoạt lệnh thì nó có một cái hệ thống, thì cái phần này mình sẽ giới thiệu cho các em ở cái chương 4 liên quan đến vấn đề là công nghệ thông tin và hoạt động chuỗi cung ứng. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là hiện nay các cái nhà cung cấp và người mua, các cái nhà sản xuất thì người ta đã có sự kết nối thông qua các cái dữ liệu điện tử cho mục đích nhận đơn hàng, rồi gửi thông báo vận chuyển, rồi gửi hóa đơn báo giá và nhận thanh toán. Thì hiện nay họ đã sử dụng các cái hệ thống, chứ không phải là người ta sử dụng email đâu nha. Rồi quản lý tồn kho hiệu quả yêu cầu cái mức tồn kho phải cắt giảm, như vậy thì nhà cung cấp cần vận chuyển nhiều lần hơn. Nó có một cái khái niệm rằng là hiện nay thì để mà quản lý tồn kho, các cái công ty thì người ta sẽ yêu cầu mức tồn kho phải cắt giảm, dẫn đến là nhà cung cấp cần phải vận chuyển nhiều lần hơn. Trước đây thì các cái đơn hàng liên quan đến vấn đề là mua nguyên vật liệu thì thông thường người ta sẽ mua số lượng lớn. Tuy nhiên thì hiện nay thì người ta sẽ gì, trong vấn đề là quản lý tồn kho hiệu quả thì người ta sẽ cắt giảm hàng tồn kho, nghĩa là người ta không có mua số lượng lớn và dự trữ nữa, mà người ta sẽ gì, tiến hành, đúng không, nhà cung cấp sẽ cần vận chuyển nhiều lần hơn. Tại vì vấn đề là gì, người mua hiện nay thì người ta đã chia nhỏ ra cái đơn hàng, và các cái đơn hàng phải được hoàn thành chính xác và nghiêm túc hơn. Rồi tất cả các yêu cầu trên thì đòi hỏi phải có thương lượng về sản phẩm và giá cả, bao gồm các cái yêu cầu dịch vụ, giá trị gia tăng, rồi mục tiêu thương lượng phải cụ thể và có những cái điều khoản ràng buộc về chi phí nếu như mục tiêu không đáp ứng được nhu cầu. Nói tóm lại, trong cái vấn đề là công chức năng thu mua, trong cái hoạt động là thương lượng hợp đồng, thì hiện nay người ta sẽ có 3 dạng thương lượng hợp đồng. Đó là gì? Dạng thương lượng đơn giản. Dạng thương lượng đơn giản thì nôm na chúng ta hiểu là gì? Mua sản phẩm gián tiếp từ nhà cung cấp với giá thấp nhất. Cái thứ hai là liên quan tới cái vấn đề là dạng thương lượng phức tạp, thì họ sẽ mua nguyên liệu vật liệu trực tiếp đáp ứng nhu cầu nhất định. Nôm na chúng ta hiểu rằng là dạng thương lượng đơn giản là mua sản phẩm gián tiếp từ nhà cung cấp với giá thấp nhất. Thì hiện nay người ta, các cái nhà sản xuất thì người ta sử dụng một cái bên thứ ba, gọi là bên vendor. Thì cái bên này nôm na chúng ta hiểu là người ta sẽ đứng ra thương lượng mua nguyên vật liệu cho nhà cung cấp. Thì nôm na thì chúng ta, đó lý do tại sao mà người ta gọi là gì, mua sản phẩm gián tiếp từ nhà cung cấp với giá thấp nhất. Và cái dạng thương lượng phức tạp, thì cái dạng thương lượng phức tạp này thì gì, họ sẽ nguyên vật liệu trực tiếp đáp ứng nhu cầu nhất định. Đó nghĩa là gì, sau khi người ta sẽ xác định được nhu cầu thì cái công ty sản xuất này, cái nhà họ sẽ đứng ra mua nguyên vật liệu trực tiếp để mà gì, sản xuất ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu nhất định. Và cái dạng thứ ba mà mình giới thiệu ở đây là liên quan đến vấn đề là gì, dạng thương lượng song phương. Có nghĩa là mua sản phẩm trực tiếp, lúc này thì người ta sẽ không mua nguyên vật liệu nữa, mà người ta gì, mua luôn cái sản phẩm trực tiếp để mà gì, bán ra thị trường. Thì nôm na ở đây cái chúng ta có thể hiểu được là gì, cái đây là cái hoạt động liên quan đến vấn đề thương lượng hợp đồng. Một cái hoạt động thứ cuối cùng liên quan tới cái hoạt động thu mua, đó là người ta gọi là gì, quản lý hợp đồng.
Thì nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì? Khi đã đặt vấn đề hợp đồng với nhà cung cấp thì những cái hợp đồng này phải được đo lường và quản lý, và do cái khuynh hướng thu hẹp dần số lượng nhà cung cấp, lúc nãy tôi lấy cái vấn đề ở chỗ là lựa chọn nhà cung cấp, thì hiện nay thì người ta có khuynh hướng đó là gì, thu hẹp dần số lượng nhà cung cấp, nên những cái hoạt động của nhà cung cấp được chọn lựa rất là quan trọng. Trước đây thì khác, chẳng hạn như tôi lấy ví dụ như là để mà sản xuất ra sản phẩm đó thì người ta sẽ lấy nguyên vật liệu hoặc là linh kiện từ rất là nhiều nhà cung cấp, nhưng mà hiện nay với khuynh hướng là gì, giảm chi phí, đúng không ạ, cũng đồng thời là gì, tăng cái năng lực cung cấp nguyên vật liệu của nhà cung ứng lên, thì người ta sẽ có khuynh hướng là gì, thu hẹp dần cái số lượng nhà cung cấp. Do đó thì cái hoạt động thực ra thì lựa chọn nhà cung cấp này nó rất là quan trọng. Và một nhà cung cấp thì có thể là một nguồn duy nhất cung cấp tất cả các danh mục sản phẩm mà công ty cần. Hiện nay thì người ta chẳng hạn như là người ta sử dụng ít cái số lượng nhà cung cấp, dẫn đến là gì, một nhà cung cấp họ có thể là gì, là một nguồn duy nhất cung cấp tất cả các danh mục sản phẩm mà công ty cần. Nếu mà nhà cung cấp này không đáp ứng những cái nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng thì sẽ gây thiệt hại rất là nặng nề cho công ty. Do đó thì công ty cần có khả năng đó gì, đánh giá cái hiệu quả hoạt động nhà cung cấp và kiểm soát mức đáp ứng dịch vụ cung ứng đã thỏa thuận trong hợp đồng. Và tương tự như quản lý kênh tiêu thụ thì nhân viên trong công ty phải thường xuyên thu thập dữ liệu về tính hiệu quả của nhà cung cấp, có nghĩa rằng là gì, hiện nay trong vấn đề lựa chọn nhà cung cấp thì họ sẽ có một cái khung đo lường và quản lý nhà cung cấp đó để đảm bảo rằng là gì, nhà cung cấp đó có thể cung cấp và đáp ứng cái dịch vụ cung ứng đã thỏa thuận trong hợp đồng. Và thông thường thì nhà cung cấp luôn theo đuổi những cái mục tiêu hoạt động riêng của mình. Họ có khả năng phản ứng nhanh trước những cái vấn đề phát sinh để giữ hợp đồng. Và hiện nay thì người ta đã sử dụng một cái hệ thống gọi là VMI, mà các em thấy ở trong cái slide này, đó là viết tắt bởi cụm từ là Vendor Managed Inventory, có nghĩa là gì, tồn kho do nhà cung cấp quản lý. Nó lại có một cái khái niệm tồn kho do nhà cung cấp quản lý. VMI thì nó sẽ yêu cầu nhà cung cấp theo dõi mức tồn kho sản phẩm của mình bên trong công ty của khách hàng. Nhà cung cấp này chịu trách nhiệm theo dõi mức sử dụng và tính toán lượng đặt hàng kinh tế mà chúng ta đã được học ở trong cái môn quản trị sản xuất rồi, đó là EOQ, có nghĩa rằng là gì, lượng đặt hàng kinh tế. Và nhà cung cấp này họ chủ động vận chuyển sản phẩm đến địa điểm của khách hàng cần và gửi hóa đơn cho khách hàng về số lượng hàng gửi theo các cái điều khoản đã được xác định trong hợp đồng. Thì hiện nay trong vấn đề quản lý hợp đồng giữa nhà cung cấp với lại nhà sản xuất thì người ta sử dụng cái quy trình gọi là VMI, Vendor Managed Inventory, để mà người ta quản lý. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây thì nó có là tập hợp thông tin này, rồi dự báo doanh thu này, dự báo đặt hàng này, phát đơn hàng và thi hành đơn hàng. Thì hiện nay thì các bên người ta đang áp dụng hệ thống này trong vấn đề gì, quản lý hợp đồng. Thì cái phần tiếp theo liên quan đến vấn đề là thu mua, thì lúc nãy mình nói rồi, trong công tác thu mua chuỗi cung ứng thì chúng ta sẽ nghiên cứu hai cái hoạt động chính, đó là gì, hoạt động cung ứng và hoạt động tín dụng và các khoản phải thu. Về các hoạt động cung ứng thì mình đã trình bày với các em rồi, hay còn gọi là thu mua, thì nó được chia thành 5 hoạt động chính, đó là liên quan đến vấn đề là mua hàng này, tìm nguồn cung ứng này, rồi quản lý mức tiêu dùng này, lựa chọn nhà cung cấp này, thương lượng hợp đồng, quản lý hợp đồng, thì mình đã trình bày cho các em, và chúng ta có thể đọc thêm trong tài liệu để mà nắm thêm cái kiến thức. Rồi cái phần thứ hai trong vấn đề là thu mua, trong cái hoạt động thu mua đó là tín dụng và khoản phải thu. Thì cung ứng là quá trình tìm kiếm nguồn cung ứng mà công ty sử dụng để có được những cái sản phẩm dịch vụ cần thiết. Và tín dụng và các cái khoản phải thu thì cũng là một cái quá trình tìm kiếm nguồn cung ứng để mà công ty có được vốn. Nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì, để mà có thể mua được nguyên vật liệu thì công ty cần phải có vốn, nôm na là phải có tiền. Thì ở đây thì cái tín dụng và các cái khoản phải thu thì nó cũng là một cái quá trình tìm kiếm nguồn cung ứng để mà công ty có được vốn, có nghĩa rằng là gì, công ty có thể liên hệ với lại là các cái nhà cung cấp tài chính để mà đảm bảo công ty có thể kinh doanh với những cái khách hàng có khả năng thanh toán. Rồi tín dụng thì bao gồm hoạt động quản lý và tìm kiếm khách hàng tiềm năng để đảm bảo rằng công ty có thể kinh doanh với những khách hàng có thể thanh toán đơn hàng cho công ty.
Khoản phải thu đó là những cái hoạt động thu hồi công nợ từ các cái hoạt động kinh doanh mà công ty thực hiện được. Thì khi thực hiện hợp đồng cung cấp sản phẩm cũng giống như là công ty cho khách hàng vay một khoản doanh thu trong một khoảng thời gian được xác định theo các cái phương thức thanh toán. Thì quản lý tín dụng tốt thì có thể giúp cho công ty lấp đầy được những cái nhu cầu của khách hàng và giảm thiểu lượng tiền mặt bị chiếm dụng trong các cái khoản phải thu. Đây cũng là cái cách quản lý tương tự như là quản lý tồn kho. Thì các em có thể hiểu rằng là gì, quản lý liên quan vấn đề các khoản phải thu này giống như chúng ta quản lý vấn đề là tồn kho. Và mục tiêu là phấn đấu đáp ứng nhu cầu khách hàng và đồng thời giảm thiểu một lượng tiền bị chiếm dụng trong hàng tồn kho. Thì tín dụng thì nó tác động mạnh đến cái quyết định tham gia chuỗi cung ứng nào của công ty, và công ty thì có thể đưa ra cái khoản tín dụng ưu đãi thời hạn thanh toán này dựa trên sự hợp tác và tin tưởng lẫn nhau. Thì chức năng tín dụng và các cái khoản phải thu này thì nó có thể được chia làm ba các hoạt động. Thứ nhất đó là gì, thiết lập các cái chính sách tín dụng. Thứ hai đó là gì, thực hiện thông lệ tín dụng và nhờ thu. Và cái thứ ba liên quan đến vấn đề là quản lý rủi ro tín dụng. Cái vấn đề là thiết lập các cái chính sách tín dụng thì thiết lập các cái chính sách tín dụng thì được thực hiện bởi các cái nhà quản lý cấp cao như là nhà quản lý, giám đốc tài chính, mà chúng ta thấy có từ CEO hay CFO. CFO ở đây thì hôm nay chúng ta hiểu gọi là giám đốc tài chính, gọi là Chief Financial Officer, hoặc là gì, CEO, the Chief Executive Officer, hôm nay là gì, giám đốc tài chính. Thì trong cái vấn đề thiết lập các cái chính sách tín dụng này thì bước đầu tiên sẽ là gì, đánh giá lại toàn bộ các cái khoản phải thu của công ty, và mỗi công ty đều có cái cách đánh giá và phân tích các cái khoản phải thu như thứ nhất là gì, người ta sử dụng các cái trong cái môn tài chính doanh nghiệp mà các em đã học, chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là kỳ thu tiền bình quân, rồi phần trăm khoản phải thu quá cái điều kiện thanh toán dành cho khách hàng, rồi khoản nợ không có khả năng chi trả đã được xử lý, xóa nợ tính bằng phần trăm doanh thu, vân vân. Và cái xu hướng chung của tình hình khoản phải thu thì của công ty và vấn đề phát sinh ở đâu, thì nôm na chúng ta thấy rằng là trong cái vấn đề là thiết lập các chính sách tín dụng thì được thực hiện bởi các cái nhà quản lý cấp cao như là giám đốc về tài chính, giám đốc điều hành, và trong cái phần này thì họ sẽ hành gì, đánh giá toàn bộ các khoản phải thu, rồi họ sẽ thiết lập hay thay đổi các cái tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro, và đồng thời là gì, họ phải thiết lập được các cái tiêu chí nên thay đổi dần theo thời gian phù hợp với điều kiện kinh tế và thị trường liên quan. Rồi cái phần thứ hai liên quan đến vấn đề là tín dụng và khoản phải thu đó là gì, thực hiện thông lệ tín dụng và nhờ thu. Thì hoạt động này bao gồm đưa ra các cái quy trình và thực thi các cái chính sách tín dụng của công ty. Thì bước đầu tiên là làm việc với đội bán hàng để mà đánh giá doanh thu trên từng khách hàng cụ thể. Như đã đề cập ở trước đó thì bán hàng tương tự như là cho khách hàng vay một khoản doanh thu. Những khách hàng thường mua từ một công ty thì chính sách tín dụng sẽ ưu đãi hơn so với các cái đối thủ cạnh tranh khác. Và sau khi bán hàng thì nhân viên tín dụng sẽ làm việc với khách hàng để cung cấp cho họ những cái loại dịch vụ như là những cái lưu ý về tín dụng của sản phẩm này, giải quyết các cái tranh chấp này, làm rõ các cái vấn đề bằng việc giải thích này, cung cấp bản copy hợp đồng đơn hàng v.v. Và bước tiếp theo của hoạt động này đó là thu các khoản phải thu. Thì đây là cái quá trình giữ liên lạc, giữ liên tục trạng thái thanh toán các cái khoản trả của mỗi khách hàng. Và những cái khách hàng có nợ quá hạn chưa thanh toán thì sẽ được liên hệ và yêu cầu thanh toán. Và trong nhiều trường hợp thì một số điều khoản thanh toán và lịch trình thanh toán mới sẽ được thương lượng lại với khách hàng. Và hôm nay chúng ta có thể hiểu được rằng là gì, hoạt động khoản phải thu cũng đồng thời công việc tiến hành nhận và thanh toán cho khách hàng dưới các hình thức khác nhau. Và một số khách hàng thì muốn thanh toán tiền cho công ty thì bằng cái hệ thống chuyển tiền điện tử như là EFT, hay là thanh toán bằng tài khoản ngân hàng. Nếu mà khách hàng ở một số quốc gia khác thì có thể thực hiện thanh toán bằng cái hình thức mà chúng ta đã học ở trong môn thanh toán quốc tế, đó là LC, Letter of Credit. Thì nôm na ở trong cái vấn đề là thực hiện thông lệ tín dụng và nhờ thu, thì chúng ta có các cái hoạt động chẳng hạn như là đánh giá doanh thu của từng khách hàng, rồi thu các khoản phải thu, nếu có vấn đề thì lịch trình thanh toán mới sẽ được thiết lập. Phương thức thanh toán sử dụng như hệ thống nè, hiện nay thì người ta đang áp dụng các phương thức thanh toán rất là hiện đại, đúng không ạ, sử dụng như là hệ thống chuyển tiền điện tử này, chuyển tiền qua ngân hàng, hay là bằng tín dụng thư nếu mà chúng ta mua hàng hóa quốc tế. Cái phần thứ ba liên quan đến cái hoạt động thứ ba liên quan đến vấn đề là tín dụng và các khoản phải thu, đó là gì, quản lý rủi ro tín dụng.
Thì chức năng của tín dụng thì là giúp nhận biết các cái loại rủi ro nhanh chóng và hỗ trợ mạnh cho kế hoạch kinh doanh của công ty. Và nếu mà muốn gia tăng thị phần trong một khu vực ổn định thì các cái quyết định tín dụng sẽ giúp công ty thực hiện điều này. Và nhân viên tín dụng sẽ làm việc với các cái thành viên trong lĩnh vực kinh doanh để mà làm giảm cái rủi ro bán hàng và kiếm nhiều khách hàng mới. Quản lý rủi ro thực hiện thông qua các cái chương trình tín dụng đáp ứng được nhu cầu khách hàng ở những cái phân khúc thị trường đáng tin cậy, như là các cái công ty công nghệ cao này, công ty mới thành lập hay là khách hàng nước ngoài. Và các cái điều khoản thanh toán thì có thể ưu tiên trong những phân khúc thị trường này để mà thu hút khách hàng. Rủi ro tín dụng thì có thể giảm bằng cách sử dụng tín dụng có đảm bảo này, tài sản thế chấp này, hay là các cái chính sách bảo hộ vay nợ của chính phủ áp dụng trong cái vấn đề xuất khẩu. Thì nôm na thì mình vừa trình bày xong cho các em cái hoạt động thứ hai trong bốn cái hoạt động điều hành chuỗi cung ứng, đó là thu mua. Thì trong cái vấn đề là thu mua thì chúng ta cần phải nắm được bao gồm những cái hoạt động đầu vào cần thiết để mà tạo nên những cái sản phẩm dịch vụ. Và các cái hoạt động thì có 5 cái hoạt động chính trong thu mua, thì gồm có là gì? Mua hàng này, đúng không ạ? Rồi quản lý cái tiêu dùng này, lựa chọn nhà cung cấp này, thương lượng hợp đồng và quản lý hợp đồng. Và cái phần hoạt động thứ hai trong cái hoạt động cung ứng, đó là gì? Hoạt động tín dụng và các khoản phải thu. Thì mình cũng đã trình bày sơ qua cho các em nắm. Thực ra thì trong cái tín dụng và các khoản phải thu này, thì nếu mà chúng ta học ở trong môn quản trị tài chính doanh nghiệp đó, thì thầy cô cũng đã hướng dẫn cho các em một cách cụ thể liên quan đến vấn đề là tín dụng và các khoản phải thu. Thì ở đây thì cái môn này là cái sự kết hợp của rất là nhiều môn học. Thực ra trong thực tế thì nó là sự kết hợp của rất là nhiều bộ phận, chẳng hạn như là bộ phận về bán hàng, bộ phận về thu mua, bộ phận về sản xuất, bộ phận về dịch vụ liên quan đến vấn đề là tín dụng, rồi vấn đề là tài chính. Thì ở đây thì cái môn học này thì mình cũng giới thiệu sơ cho các em nắm được rằng là gì, trong cái hoạt động điều hành của chuỗi cung ứng, trong vấn đề cái hoạt động thu mua thì nó có hai cái hoạt động chính mà chúng ta cần quan tâm, đó là liên quan đến vấn đề là mua hàng và vấn đề là tín dụng và các khoản phải thu. Rồi phần tiếp theo trong cái hoạt động điều hành chuỗi cung ứng, mình sẽ giới thiệu cho các em liên quan đến vấn đề là sản xuất và phân phối. Mục tiêu của chương này thì nó có hai mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất đó là giúp cho chúng ta rèn được các cái kỹ năng quản lý các cái hoạt động liên quan trong quy trình sản xuất và phân phối sản phẩm. Thực ra thì trong cái quy trình sản xuất thì chúng ta đã được học kỹ ở trong cái môn quản trị sản xuất rồi. Ở môn này thì mình chỉ giới thiệu sơ lại cho các em các cái hoạt động liên quan trong quy trình sản xuất của chuỗi cung ứng thì nó gồm với những cái hoạt động nào. Và cái mục tiêu thứ hai thì giúp cho sau khi mà chúng ta học cái chương 3 này xong thì chúng ta có thể giúp cho chúng ta có thể đánh giá xem cái hoạt động cung ứng nào trong doanh nghiệp của chúng ta hoặc là trong các cái doanh nghiệp thực tế hiện nay được thực hiện bởi dịch vụ gia công bên ngoài. Thì ở đây chúng ta có thêm một cái thuật ngữ mới, đó là gia công bên ngoài. Người ta hay sử dụng cái thuật ngữ là outsourcing á. Rồi. Để đáp ứng hai cái mục tiêu trên thì chương này được chia thành làm hai phần. Thực ra thì nó cũng là bốn cái hoạt động điều hành chính của chuỗi cung ứng mà thôi, đó là gì? Hoạt động thu mua, sản xuất và phân phối. Để mà chúng ta có thể dễ trong vấn đề học thì mình chia nó ra làm hai chương. Và vấn đề là trong thực hành á, thì ở đây thì lý thuyết thì chúng ta đọc và chúng ta hiểu, còn vấn đề là thực hành thì chủ yếu là chúng ta sẽ thực hành bốn cái hoạt động điều hành chuỗi cung ứng này. Thì lúc đó dưới góc độ làm tính toán thì các em sẽ dễ hiểu hơn. Sau khi mà chúng ta học lý thuyết xong thì chúng ta sẽ học qua phần thực hành. Thì phần thực hành này thì mình tập trung ở bốn cái hoạt động chính điều hành chuỗi cung ứng mà thôi, nhớ nha. Trong cái cấu trúc chương á, thì mình tách cái hoạt động điều hành chuỗi cung ứng này ra làm hai chương, đó là chương 2 và chương 3. Thì chương 2 thì mình trình bày ở hai cái hoạt động chính, đó là gì? Hoạch định và thu mua. Trong hoạch định thì mình trình bày cho các em liên quan trong hoạch định, trong cái hoạt động hoạch định thì nó có các cái hoạt động chính, đó là gì? Dự báo về nhu cầu này, định giá sản phẩm này, và liên quan tới cái vấn đề là
Rồi còn vấn đề là thu mua thì mình vừa trình bày cho các em xong. Thì thứ nhất là cũng nó cũng cũng có hai cái hoạt động chính trong thu mua, đó là gì, mua hàng và các tín dụng. Ở trong cái chương 3 này thì để đáp ứng được hai cái mục tiêu trên thì chương này chia làm hai phần. Phần thứ nhất thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quy trình sản xuất. Về trong cái quy trình sản xuất này thì có ba cái hoạt động động chính trong cái khâu sản xuất của chuỗi cung ứng mà chúng ta cần phải quan tâm: thiết kế sản phẩm này, lịch trình sản xuất này, và quản trị nhà máy sản xuất này. Thực ra thì khi mà chúng ta học ở trong môn quản trị chuỗi cung ứng, trong quản trị sản xuất á, thì thầy cô dạy cho các em rất là nhiều thứ liên quan đến vấn đề là gì, tổ chức sản xuất này, chẳng hạn như là quy trình sản xuất như thế nào này, rồi bố trí các cái phương tiện sản xuất ra sao này, rồi thiết kế cái dây chuyền lắp ráp như thế nào này, và liên quan đến vấn đề là thiết kế sản phẩm trong sản xuất. Thì thực ra thì ở trong cái môn học này liên quan tới vấn đề là chuỗi cung ứng thì sản xuất nó là một cái hoạt động, và nôm na là cái gì, nhà quản trị chuỗi cung ứng thì người ta liên quan đến hoạt động sản xuất thì người ta không có đi vô sâu giống như là cái ông quản lý về sản xuất, mà người ta nắm liên quan đến ba cái vấn đề, tại vì ba cái vấn đề này nó cũng tác động đến cái hiệu quả của chuỗi cung ứng, đó là thiết kế sản phẩm, lịch trình sản xuất và quản trị nhà máy sản xuất. Và cái phần thứ hai trong cái bốn cái hoạt động mà điều hành chuỗi cung ứng là cái hoạt động thứ tư, đó là liên quan đến vấn đề là phân phối. Thì trong cái hoạt động phân phối này thì nó có hai hoạt động chính, bao gồm đó là quản lý đơn đặt hàng và lập lịch trình giao hàng. Trong đó thì ở cái phần hai này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vấn đề đó là thuê ngoài trong hoạt động chuỗi cung ứng hiện nay như thế nào. Và thực ra thì hiện nay trong vấn đề quản trị chuỗi cung ứng liên quan đến vấn đề là phân phối thì người ta hay sử dụng cái thuật ngữ là thuê ngoài, kể cả trong vấn đề sản xuất, kể cả trong vấn đề là thu mua thì người ta hay sử dụng cái thuật ngữ là thuê ngoài. Thì như đã được đề cập ở trong cái chương 1, chương đầu tiên á, thì cũng như là chúng ta đã học ở trong môn quản trị chuỗi cung ứng rồi, thì khi mà nói đến các cái vấn đề liên quan đến cái sản xuất là chúng ta nói đến các cái vấn đề liên quan đến cái gì, năng lực sản xuất và dự trữ sản phẩm. Mục đích là gì? Nhằm đảm bảo sản xuất hàng hóa đáp ứng cái nhu cầu về số lượng và chất lượng đối với khách hàng. Thì chúng ta cũng đã biết rồi, ở trong cái môn quản trị sản xuất á, thì cái phương tiện sản xuất thì nó gồm có hai cái phương tiện, đó là nhà máy và nhà kho. Và để quản lý tốt cái công tác sản xuất thì nhà quản trị cần phải xác định những cái yêu cầu, những cái nhu cầu sau, đúng không? Thứ nhất là gì? Thị trường muốn tiêu thụ sản phẩm gì? Cái thứ hai đó là, chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là khi bắt tay vào sản xuất bánh đi, Liên Hoa, tôi lấy ví dụ là một cái công ty sản xuất bánh của địa phương ở Lâm Đồng, đúng không ạ? Là khi mà bắt tay vào sản xuất bánh thì Liên Hoa cần phải xác định nhu cầu thị hiếu của khách hàng, rồi để mà quyết định sản xuất ra bánh ngọt hay bánh mặn nào để mà được khách hàng ưa chuộng nhất. Nôm na là chúng ta cần phải xác định được các cái nhà quản lý cần phải xác định được đó là gì, thị trường muốn tiêu thụ cái sản phẩm gì. Cái thứ hai, khi nào thì cần cái sản xuất sản phẩm nào. Ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là Liên Hoa cần phải xác định vào thời điểm rằm tháng 8 đi, là nhu cầu cho loại bánh ngọt trung thu tăng mạnh, thì họ cần phải tập trung vào sản xuất và họ cần phải sản xuất với số lượng là bao nhiêu. Ví dụ như là sau khi biết được là nhu cầu sản xuất dành cho hiện nay, chẳng hạn như là người tiểu đường đi, dành cho người tiểu đường của thị phần tăng mạnh vào cái mùa trung thu, chẳng hạn như là người ta thích ăn bánh vào mùa trung thu, thì công ty Liên Hoa cũng cần phải lên cái kế hoạch sản xuất sao cho đáp ứng được cái nhu cầu này. Và cái thứ ba mà các cái nhà quản lý cần phải quan tâm trong vấn đề là quyết định sản xuất, đó là gì, sản xuất bằng cách nào. Có nghĩa là gì? Chúng ta tìm hiểu cái phương thức, cái cách làm bánh sao cho ngon, rồi nhanh này, và hợp khẩu vị của khách hàng. Mục tiêu đó là gì? Là việc mà Liên Hoa phải làm để mà liên quan đến vấn đề là sản xuất bằng cách nào.
Thì nôm na thì mình cũng giới thiệu cho các em sơ bộ lại cái hoạt động sản xuất, thì nó gồm có những cái vấn đề liên quan. Thứ nhất là gì? Chúng ta quan tâm đến cái năng lực sản xuất này, rồi cái vấn đề là dự trữ sản phẩm nhằm đảm bảo sản xuất ra hàng hóa đáp ứng được cái nhu cầu về số lượng và chất lượng đối với khách hàng. Về phương tiện trong sản xuất này thì chúng ta cần phải nắm được là có hai loại phương tiện, đó là gì? Nhà máy và nhà kho. Nhà máy là gì? Là nơi sản xuất ra sản phẩm, đúng không? Nhà kho là gì? Sau khi sản xuất ra sản phẩm xong thì vấn đề là gì? Phải có lưu trữ. Do đó chúng ta cần phải xác định được cái năng lực sản xuất của nhà máy đó, có nghĩa là cái số lượng hàng hóa mà nhà máy đó có thể sản xuất được là bao nhiêu, hoặc là năng lực dự trữ. Ở đây thì chúng ta nôm na là gì? Tổng cái lượng hàng mà có thể kho đó, nhà kho đó có thể chứa là bao nhiêu, thì gọi là năng lực sản xuất và năng lực dự trữ. Và liên quan đến các hoạt động sản xuất này thì các cái nhà quản lý cần phải xác định ba cái vấn đề chính, đó là gì? Thị trường muốn tiêu thụ sản phẩm gì, rồi nên sản xuất với số lượng bao nhiêu và vào thời điểm nào, và cái thứ ba đó là gì? Phải sản xuất bằng bằng cách nào. Cái phần tiếp theo thì liên quan đến các hoạt động điều hành chuỗi chuỗi cung ứng á, thì mình nói rồi, lúc nãy mình cũng giới thiệu cho các em rồi. Thực ra khi mà chúng ta học ở trong môn quản trị sản xuất thì chúng ta được học rất là nhiều thứ. Tuy nhiên thì trong cái hoạt động sản xuất của chuỗi cung ứng này thì người ta chỉ quan tâm, có nghĩa là gì, nhà quản lý chuỗi cung ứng người ta chỉ quan tâm đến ba vấn đề mà thôi. Thứ nhất đó là gì? Thiết kế sản phẩm. Thứ hai đó là gì? Lập lịch trình sản xuất. Và thứ ba đó là gì? Quản trị nhà máy sản xuất. Đó là ba cái vấn đề chính mà nhà quản trị cần quan tâm trong cái hoạt động điều hành sản xuất của chuỗi cung ứng. Đầu tiên là vấn đề thiết kế sản phẩm, thì thực ra thì chúng ta cũng đã được học ở trong môn quản trị sản xuất rồi, cũng như là các cái môn liên quan mà có cái vấn đề là thiết kế sản phẩm. Nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Thay đổi sản phẩm là cái điều, thiết kế sản phẩm nôm na là gì, chúng ta có thể gì thay đổi sản phẩm là cái điều mà không thể thiếu cho thành công của nhiều doanh nghiệp. Do liên tục phải đối mặt với thị trường cạnh tranh gay gắt ngày nay thì, và với cái nhu cầu thường xuyên thay đổi của khách hàng, cũng như là các em biết rồi, đó là những cái tiến bộ trong công nghệ, nên các cái doanh nghiệp này buộc phải có những cái chiến lược tung sản phẩm mới, đúng không ạ? Cũng như là cải tiến sản phẩm hiện tại để mà ổn định doanh thu. Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là những các cái sản phẩm mới, các sản phẩm mới được ra đời một cách liên tục, đúng không ạ? Và cái điều đó có nghĩa rằng là gì? Thời gian sống của một sản phẩm là gì? Ngắn đi, để mà gì? Để có thể gì? Các cái doanh nghiệp họ có thể gì? Cạnh tranh với cái thị trường gay gắt ngày nay. Và việc phát triển và tung cái sản phẩm mới ra thị trường thì nôm na chúng ta có thể hiểu là gì? Nó rất là vô cùng tốn kém và không phải doanh nghiệp nào cũng có thể trụ được lâu, như là Patrick Bauwies và Sean Meehan đã viết ở trong cái cuốn sách Simply Bear mà tôi trích dẫn ra đây. Có nghĩa là sao? Đổi mới chỉ vì lợi ích của sự đổi mới là vô nghĩa, nhưng đổi mới không ngừng để cải thiện hiệu suất dựa trên những ích lợi chung là yếu tố cần thiết để duy trì sự thành công của trong kinh doanh. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Để mà có thể duy trì được sự thành công thì các cái doanh nghiệp họ phải gì? Luôn luôn đổi mới, luôn luôn thay đổi cái sản phẩm cũng như là cải tiến cái sản phẩm hiện tại để mà gì? Có thể duy trì sự thành công trong kinh doanh. Thì đó là lý do tại sao mà mình trích dẫn cái câu nói của hai nhà nghiên cứu rất là nổi tiếng. Và dựa trên cái công nghệ và các cái yêu cầu về đặc tính sản phẩm thì người ta sẽ đưa ra cái bản thiết kế để mà chế tạo sản phẩm, trong đó kết hợp các cái chi tiết bộ phận riêng lẻ để mà tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Và hiện nay thì nếu mà chúng ta biết được rằng là gì, chi phí cho thiết kế sản phẩm thì thường nó chiếm tới 50% chi phí sản xuất liên quan đến vấn đề thiết kế sản phẩm mà thôi. Do đó vấn đề là trong cái quản lý chuỗi cung ứng thì liên quan đến các hoạt động sản xuất đó, thì cái nhà quản trị họ luôn quan tâm đến vấn đề thiết kế sản phẩm để mà gì, có thể đảm bảo rằng là gì, chi phí thiết kế sản phẩm này làm thế nào để nó có thể giảm xuống để gì, tăng cái vấn đề làm doanh thu lên, đúng không? Cũng như là gì, cải tiến được những cái sản phẩm, cũng như là gì, có những cái chiến lược tung ra sản phẩm mới để đáp ứng gì, để duy trì được cái sự thành công trong công ty. Ngoài cái việc thiết kế sản phẩm này thì hôm nay chúng ta có thể thấy rằng là gì, xét trên cái quan điểm chuỗi cung ứng, thiết kế sản phẩm thứ nhất là gì,
Ngoài cái việc là đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng, thực ra đúng rồi, trong cái nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt ngày nay, thì vấn đề là, và với cái vấn đề là gì, nhu cầu thường xuyên thay đổi của khách hàng, thì dẫn đến đó là gì, cái vấn đề thiết kế sản phẩm này, thì ngoài cái việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thì hiện nay cái thiết kế sản phẩm trong chuỗi cung ứng còn hướng đến đó là gì, việc thiết kế sản phẩm có cấu tạo làm sao cho đơn giản, và nó được tạo thành từ ít bộ phận hoặc là chi tiết đơn lẻ, thì càng càng tốt. Và vấn đề là gì, được phân phối bởi các cái nhà phân phối chuyên trách nhỏ lẻ thì hay hơn. Và mục tiêu là gì, thực ra mục tiêu là gì, tạo ra sự thuận lợi và tiết kiệm trong cái lưu kho lẫn cả vận chuyển. Đó là lý do tại sao mà hiện nay thiết kế thì người ta sẽ hướng tới cái vấn đề là sản xuất các cái sản phẩm gì có cấu tạo càng đơn giản càng tốt, đúng không ạ? Và vấn đề là các cái chi tiết bộ phận này thì được cung cấp bởi các cái nhà phân phối chuyên trách, tránh cái trường hợp là gì, chúng ta sử dụng từ một cái sản phẩm được thiết kế từ rất là nhiều chi tiết phức tạp rồi được cung cấp bởi nhiều nhà vào phân phối, thì nó sẽ đẩy ra cái chi phí cao hơn. Do đó vấn đề là gì, hiện nay thì người ta đã quan tâm đến vấn đề là gì, sản phẩm có tính đơn lẻ và có tính module hóa. Và điều đó có nghĩa rằng là gì, cũng không cần tồn một lượng lớn thành phẩm, vì nhu cầu khách hàng được đáp ứng nhanh chóng thông qua việc lắp ráp các sản phẩm cuối cùng từ tổ hợp nhiều đơn vị riêng lẻ khi có đơn hàng. Thì thực ra thì ở trong cái bộ môn quản trị sản xuất, trong môn học quản trị sản xuất, thì thầy cô cũng đã nói với các em rồi, chẳng hạn như là ngoài vấn đề đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thì thiết kế sản phẩm trong chuỗi cung ứng hiện nay còn hướng đến cái việc đó là gì, sản phẩm có cái cấu tạo làm sao cho đơn giản, được tạo thành từ ít bộ phận chi tiết và được phân phối bởi các cái nhà phân phối chuyên trách. Mục tiêu đó là gì, tạo ra được cái sự thuận lợi và tiết kiệm trong lưu kho lẫn vận chuyển, đúng không ạ? Để mà có thể minh chứng cho cái vấn đề là, ngoài cái vấn đề là đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thì thiết kế sản phẩm trong chuỗi cung ứng hiện nay còn hướng đến cái việc sản phẩm có cấu tạo làm cho đơn giản, thì mình lấy một cái, chúng ta hãy cùng xem xét một cái ví dụ để mà làm rõ cái quan điểm trên. Chẳng hạn như ở đây chúng ta có hai nhà, lấy ví dụ về Fantastic, thì tôi lấy một cái ví dụ cho các em có thể nắm được là tại sao hiện nay thì người ta hướng tới cái vấn đề là sản phẩm có cấu tạo làm cho đơn giản. Thì Fantastic là một cái công ty chuyên thiết kế hệ thống giải trí tại nhà mới lạ, với cái tivi màn hình rộng, hệ thống âm thanh nổi, và nó đáp ứng được những cái thiết kế về chỉ tiêu kỹ thuật khác cao và mang lại kết quả ấn tượng. Và Fantastic là cái công ty đi tiên phong trong lĩnh vực này, và họ có được nhiều cái ưu thế và rất là thành công. Tuy nhiên thì những cái sai lầm trong khâu thiết kế sản phẩm thì đã tác động trực tiếp đến cái chuỗi cung ứng và khiến họ thất bại. Thì cái nguyên nhân là do sản phẩm của họ được thiết kế với nhiều chi tiết phức tạp, và họ cần tới, ở đây là tôi để cho các em một cái ví dụ là gì, họ cần đến 12 nhà cung cấp để mà cung cấp các cái bộ phận và linh kiện riêng lẻ cho họ, và cái công đoạn lắp ráp cũng là cũng rất là phức tạp rồi, và nó có một cái khái niệm là gì, việc thiếu bất cứ một linh kiện nào do nhà cung cấp giao hàng trễ hạn cũng làm giảm cái nhịp độ sản xuất. Và đặc biệt là khi cái nhu cầu tăng cao thì công ty phải đẩy mạnh cái tiến độ sản xuất, rồi các cái nhà cung cấp nguyên vật liệu cũng vậy, và Fantastic tôi lấy ví dụ là họ phải thuê thêm nhiều giám đốc và nhân viên mua hàng để mà có thể kiểm soát được chất lượng và lịch trình giao hàng của 12 nhà cung cấp này, và điều đó có nghĩa rằng là gì, làm cho chi phí tăng lên rất là nhiều. Vấn đề này xảy ra chẳng hạn như là, tuy nhiên thì nếu mà nó thuận lợi thì không có gì, nhưng mà chẳng hạn như là khi một nhà cung cấp nguyên vật liệu ngưng sản xuất một loại linh kiện, trong 12 nhà cung cấp này là gì, họ ngưng sản xuất một loại linh kiện và cung cấp cho Fantastic một loại linh kiện khác có chức năng tương tự, tuy nhiên thì loại này không thể thay thế linh kiện mà Fantastic đã sử dụng, và cái điều này khiến cho toàn bộ hệ thống sản xuất bị ngưng trệ. Dẫn đến là gì, nguyên liệu tồn kho của họ thì không đủ đáp ứng được cho cái nhu cầu của đơn hàng, và khiến họ bắt buộc phải hủy nhiều đơn hàng và làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và doanh số của công ty. Và cái đối thủ của Fantastic là Nimble,
là một cái đối thủ cạnh tranh của Fanatec, và họ đã nhận thấy cái sai lầm của Fanatec và khắc phục cái sai lầm đó bằng cách đó là gì, thiết kế loại sản phẩm tương tự. Tuy nhiên thì vấn đề là gì, cần ít bộ phận cấu thành hơn và sản phẩm của họ, tại vì vấn đề là gì, nó cần ít cái sản phẩm cấu thành hơn nên dẫn đến là gì, sản phẩm của họ chỉ cần có 4 nhà cung cấp nguyên liệu là đủ, và cái công đoạn lắp ráp thành phẩm cũng vô cùng đơn giản, qua đó họ sẽ tiết kiệm được nhiều cái thời gian phí và không có bất cứ sự chậm trễ nào trong khâu. Công ty Nembo này với chuỗi cung ứng nhanh nhạy, tốn ít thời gian và tốn ít chi phí hơn, đã nhanh chóng thành công và giành được cái thị phần của Fantastic. Và điều đó có nghĩa là gì, qua cái ví dụ trên chúng ta có thể thấy được rằng thiết kế sản phẩm thì nó có ảnh hưởng lớn đến cái chuỗi cung ứng, chi phí và khả năng thành công của sản phẩm ra sao. Do đó thì vấn đề là gì, một cái bản thiết kế, điều đó có nghĩa rằng là gì, một cái bản thiết kế tốt thì nó cần phải thỏa mãn các yêu cầu và mục tiêu, mục đích của các bên tham gia, bao gồm thứ nhất đó là gì, nhà thiết kế này, thứ hai là nhà sản xuất, thứ ba là người thu mua. Có nghĩa rằng là khi mà họ thiết kế sản phẩm này thì họ cần phải đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của các bên tham gia, thứ nhất là gì, nhà thiết kế, thứ hai là gì, nhà sản xuất, thứ ba là người thu mua. Bởi vì chúng ta có một cái khái niệm là gì, mục đích của các bên là đáp ứng nhu cầu khác nhau. Rồi mục đích của nhà thiết kế thì ở đây thì tôi lấy là mục đích của nhà thiết kế là gì, là họ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mục đích của bên thu mua là họ thiết kế rồi đó, nhưng làm thế nào phải giảm thiểu được chi phí. Còn mục đích của nhà sản xuất thì nôm na họ cần, chẳng hạn là cái bản thiết kế đó phải gì, thiết kế phải đơn giản và sản xuất giao hàng đúng hạn, có nghĩa là sản xuất cũng đơn giản và vấn đề là gì, giao hàng đúng hạn. Thì đây là ba cái, do đó thì nếu như mà nhà thiết kế này, nhà sản xuất và người thu mua cùng ngồi lại bàn bạc với nhau trong quá trình thiết kế sản phẩm, rồi họ chia sẻ những cái hiểu biết về công việc của mình, thì bản thiết kế sẽ được cải thiện và từ đó sẽ đáp ứng được các cái nhu cầu nguyện vọng của các bên tham gia. Qua đó thì họ sẽ tăng được cái hiệu quả của chuỗi cung ứng, rồi tiết kiệm thời gian, chi phí, từ đó mang lại sự thành công của doanh nghiệp. Thì các em lưu ý rằng là gì, trong vấn đề sản xuất liên quan đến vấn đề thiết kế sản phẩm thì chúng ta cần phải có sự bàn bạc của ba bên, thứ nhất là nhà cung cấp này, thứ hai là gì, anh thứ nhất là nhà thiết kế, thứ hai là gì, nhà sản xuất, thứ ba là người thu mua. Bởi vì mỗi đối tượng họ sẽ có một cái mục đích khác nhau, và các cái mục đích này khi mà chúng ta phân tích ra thì nó hơi mâu thuẫn một tí. Chẳng hạn như là nhà thiết kế thì vấn đề là mục đích của họ thiết kế ra sản phẩm là gì, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhưng mà gì, người thu mua nói rằng là anh đáp ứng nhu cầu của khách hàng rồi, nhưng anh làm thiết kế làm sao cho gì, cái chi phí, đúng không, người thu mua họ quan tâm là cái chi phí liên quan đến vấn đề là nguyên vật liệu đầu vào để mà sản xuất ra sản phẩm đó phải là thấp nhất. Có nghĩa rằng là gì, để mà thấp nhất thì nó nôm na là gì, anh phải thiết kế một cái bản thiết kế sao cho đơn giản để cái nhà sản xuất họ có thể gì, sản xuất ra sản phẩm một cách nhanh chóng, đúng không ạ. Vấn đề là đơn giản thì dẫn đến là gì, tôi chỉ cần mua nguyên vật liệu của 3 đến 4 nhà cung cấp mà thôi, chứ bây giờ anh thiết kế ra một cái bản thiết kế gì phức tạp dẫn đến là gì, đòi hỏi rất là nhiều nhà cung cấp nguyên vật liệu thì mới sản xuất ra được sản phẩm đó, thì dẫn đến là gì, mâu thuẫn. Do đó thì có một cái đặc điểm, cái nhóm thiết kế sản phẩm này nên là nhóm chức năng chéo, lấy từ đại diện của ba nhóm trên, có nghĩa rằng là gì, nhà sản xuất này, nhà thiết kế và người thu mua. Và điều này là cơ hội tốt để mà kết nối những cái ý tưởng từ các nhóm, và nhóm chức năng chéo này sẽ kiểm tra lại bản thiết kế sản phẩm và giải quyết những cái vấn đề liên quan. Thứ nhất là gì, để mà có thể giải quyết được các vấn đề thì người ta nên trả lời các cái câu hỏi để đảm bảo rằng là gì, có một cái bản thiết kế hoàn chỉnh, đúng không ạ, cả về chi phí lẫn gì, khả năng thành công của sản phẩm ra sao, có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Thì ở đây thì khi mà lên cái bản thiết kế sản phẩm á, họ cần phải xác định các vấn đề sau. Thứ nhất là gì, nhà cung cấp hiện tại nào cung cấp linh kiện cần thiết. Cái thứ hai đó là gì, số lượng nhà cung cấp, nhà cung ứng mới là bao nhiêu, đúng không ạ. Cái thứ ba là gì, có thể đơn giản hóa việc thiết kế và giảm số lượng nhà cung ứng. Cái thứ tư đó là vấn đề gì xảy ra nếu như nhà cung ứng ngừng sản xuất các linh kiện. Và cái thứ năm đó là gì, dây chuyền lắp ráp sản phẩm được thực hiện dễ dàng. Thì đây là năm cái vấn đề mà các bên nhà thiết kế, nhà sản xuất và người thu mua họ phải cùng ngồi nhau lại bàn bạc với nhau.
nhau trong quá trình thiết kế sản phẩm, để mà có thể gì mang lại cái hiệu quả cao nhất, rồi tiết kiệm được thời gian và chi phí, từ đó mang lại sự thành công cho doanh nghiệp. Thì đó lý do tại sao mà trong cái vấn đề là hoạt động sản xuất của chuỗi cung ứng thì người ta quan tâm rất nhiều đến vấn đề là gì, thiết kế sản phẩm. Một cái phần thứ hai, một cái hoạt động thứ hai liên quan đến vấn đề là hoạt động sản xuất, thì nó có ba cái hoạt động chính, đó là gì? Thiết kế sản phẩm này, cái thứ hai là gì, lập lịch trình sản xuất, hay còn gọi là, nếu mà trong môn quản trị sản xuất thì thầy cô có thể sử dụng cái thuật ngữ đó là gì, điều độ sản xuất, hay là lập lịch trình sản xuất. Và cái thứ ba mà chúng ta quan tâm đó là gì, liên quan đến vấn đề là quản lý nhà máy sản xuất. Thì liên quan đến vấn đề lịch trình sản xuất, thì lúc nay chúng ta có thể hiểu rằng là gì, hay còn gọi là phân bổ, là phân bổ công suất có sẵn, về thiết bị này, về trang thiết bị này, về nhân công này, về nhà xưởng này, cho việc sản xuất sản phẩm mới. Và mục tiêu là của cái vấn đề lập lịch trình sản xuất mà chúng ta đã biết rồi, đó là gì, sử dụng công suất sẵn có hiệu quả và mang lại cái lợi ích cao nhất trong vấn đề sản xuất. Và nôm na là gì, để mà thực hiện một kế hoạch điều độ sản xuất, hay còn gọi là làm thực hiện một cái kế hoạch lập lịch trình sản xuất, thì chúng ta cần phải cân bằng giữa nhiều mục tiêu mâu thuẫn nhau. Thì trong vấn đề là lập lịch trình sản xuất thì người ta cần phải có một cái gì, cái bản kế hoạch này nó phải gì, là một cái quá trình tìm sự cân bằng giữa nhiều mục tiêu đối kháng nhau. Giữa nhiều mục tiêu đối kháng nhau thì hiện nay thì trong trong vấn đề là lập lịch trình sản xuất mà chúng ta biết được rồi, thì nó có ba cái vấn đề mà chúng ta quan tâm. Đó, thứ nhất là gì, mức sử dụng cao. Cái thứ hai là mức tồn kho thấp, và cái thứ ba đó là chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ khách hàng cao. Thì nôm na là gì, mức sử dụng cao thì điều này có nghĩa là gì, chúng ta phải vận hành sản xuất trong dài hạn, chúng ta phải sản xuất tập trung, và quan trọng nhất là chúng ta phải có nhiều cái trung tâm phân phối thì chúng ta mới có thể gì, điều hành liên vận hành sản xuất liên quan đến vấn đề là mức sử dụng cao, có nghĩa là gì, chúng ta sử dụng hết cái mức năng lực của cái nhà máy sản xuất đó. Thì nó đòi hỏi là gì, chúng ta phải vận hành sản xuất trong trong dài hạn này, chúng ta phải sản xuất tập trung, không có được chẳng hạn như là một tháng tập trung sản xuất một lần rồi nghỉ, mà chúng ta phải gì, chúng ta phải sản xuất tập trung. Và khi mà cái năng lực sản xuất của nhà máy được sử dụng một cách tối đa thì điều đó có nghĩa là gì, cái sản phẩm sẽ được sản xuất với số lượng nhiều trong một khoảng thời gian, đúng không ạ? Điều đó có nghĩa là gì, chúng ta phải có nhiều cái trung tâm phân phối. Và cái thứ hai mà chúng ta thấy rằng là gì, trong cái lập lịch trình sản xuất chúng ta cần quan tâm đó là gì, mức tồn kho phải thấp. Thì điều này có nghĩa rằng là gì, để mà mức tồn kho thấp thì nó có một cái khái niệm là gì, nó mâu thuẫn với là mức sử dụng cao, ở chỗ là gì, chúng ta phải vận hành cái sản xuất nhà máy đó trong ngắn hạn, và cái khái niệm là giao các cái nguyên vật liệu thô đúng lúc, thì nôm na chúng ta mới có thể đảm bảo được cái mức tồn kho thấp. Còn cái thứ ba liên quan đến vấn đề là mức phục vụ khách hàng cao. Thì thông thường yêu cầu mức tồn kho cao, cái này thằng này nó lại mâu thuẫn với lại mức tồn kho thấp, để mà có thể phục vụ được nâng cao cái chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng thì chúng ta phải có gì, yêu cầu mức tồn kho cao, có nghĩa là gì, trong kho chúng ta phải luôn có hàng dự trữ với số lượng lớn, hay là chúng ta vận hành sản xuất trong ngắn hạn. Thì vấn đề là gì, vận hành sản xuất trong ngắn hạn thì mục tiêu là gì, nhằm cung cấp sản phẩm cho khách hàng nhanh chóng và không để hết tồn kho cho bất cứ sản phẩm nào. Thì điều đó có nghĩa rằng là gì, trong vấn đề lập lịch trình sản xuất thì cái nhà quản lý cần phải lập một cái kế hoạch lịch trình sản xuất sao cho nó cân bằng giữa ba cái yếu tố, ba cái mục tiêu trong vấn đề sản xuất mà nó mâu thuẫn nhau, đó là mức sử dụng cao, mức tồn kho thấp và chất lượng dịch vụ khách hàng cao. Thì để có thể mà làm được điều này thì thông thường á, thì người ta sẽ để mà lập lịch trình sản xuất á, thì khi mà một cái ở đây là tôi giới thiệu cho các em lập lịch trình sản xuất thì nó có hai cái vấn đề, đó là sản xuất đơn lẻ, và chúng ta lập lịch trình sản xuất đơn lẻ và lập lịch trình sản xuất cho nhiều sản phẩm hay còn gọi là đa sản phẩm. Thì khi mà một sản phẩm đơn lẻ được sản xuất ở một nhà máy được chỉ định thì điều lập lịch trình sản xuất có nghĩa là gì, chúng ta tổ chức vận hành
tại mức yêu cầu, càng hiệu quả càng tốt, nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải xác định được cái nhu cầu về cái sản phẩm đó, và chúng ta gì, tổ chức vận hành tại cái mức yêu cầu càng hiệu quả càng tốt, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất. Và khi có một cái khái niệm là khi có nhiều sản phẩm khác nhau được sản xuất, hay còn gọi là đa sản phẩm được sản xuất trên một cái dây chuyền, hay nhà máy sản xuất đơn, thì điều độ sản xuất càng phức tạp hơn, và mỗi sản phẩm sẽ được sản xuất trong một vài thời đoạn, sau đó sẽ chuyển sang sản xuất sản phẩm kế tiếp. Thì nôm na thì cái phần này chúng ta đã được học ở trong môn quản trị sản xuất, thì mình cũng giới thiệu sơ cho các em. Trong vấn đề là lập lịch trình sản xuất đa sản phẩm thì nó có 3 vấn đề chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất đó là gì? Bước đầu tiên trong kế hoạch lập lịch trình sản xuất đa sản phẩm thì chúng ta phải xác định được cái kích cỡ lô sinh lời, hay còn gọi là gì? Xác định được cái quy mô của đơn hàng cần sản xuất. Thì điều này cũng giống như là chúng ta tính EOQ gì đó trong cái quá trình kiểm soát hàng tồn kho mà chúng ta đã được học ở trong môn quản trị sản xuất. Thì thực ra thì trong thực hành thì chúng ta sẽ rõ hơn khi mà chúng ta thực hành. Rồi cái tính quy mô, tính toán cái quy mô của đơn hàng, cái vấn đề là việc tính toán quy mô của đơn hàng á, thì chúng ta cần phải quan tâm, bao gồm đó là gì? Quá trình cân đối giữa chi phí sản xuất và sản xuất sản phẩm và chi phí vận chuyển sản phẩm tồn kho. Thì nếu mà hoạt động sản xuất thường xuyên, thực hiện theo những cái lô nhỏ thì chi phí sản xuất sẽ cao và mức tồn kho thấp. Còn nếu mà chi phí sản xuất thấp thì do hoạt động sản xuất dài thì mức tồn kho sẽ cao và chi phí vận chuyển sản phẩm tồn kho sẽ gia tăng. Do đó thì khi mà chúng ta lập lịch trình sản xuất thì chúng ta cần phải xác định được cái quy mô của đơn hàng cần sản xuất, và chúng ta cần phải tính toán được cái quy mô của đơn hàng này, thì bao gồm đó là gì? Chúng ta cần phải cân đối giữa cái chi phí sản xuất sản phẩm và cái chi phí vận chuyển sản phẩm tồn kho. Cái phần thứ hai đó là khi mà lập lịch trình sản xuất đa sản phẩm thì chúng ta cần phải xác định sắp xếp thứ tự của các sản phẩm được sản xuất, hay còn gọi là gì? Xác định số lần sản xuất cho mỗi sản phẩm. Thì một cái nguyên tắc cơ bản là nếu mà tồn kho sản phẩm ít liên quan đến nhu cầu thì nên điều độ sản xuất những cái sản phẩm khác có mức tồn kho lớn liên quan đến nhu cầu đáp ứng. Và chúng ta biết rằng là gì? Một cái kỹ thuật chung để điều độ sản xuất nên dựa vào cái khái niệm đó là gì? Thời gian sử dụng hàng tồn kho tối đa. Thì thời gian sử dụng hàng tồn kho tối đa, và chúng ta có thể nhìn ở trên slide ở đây, hay là thời gian hết hàng cho một sản phẩm, mà chúng ta cũng thực ra thì ở trong môn quản trị sản xuất thì chúng ta cũng đã được thầy cô giới thiệu liên quan đến vấn đề là sắp xếp thứ tự các sản phẩm theo sản xuất. Thì nôm na là gì? Người ta sẽ sử dụng một cái kỹ thuật trong vấn đề lập lịch trình sản xuất dựa trên cái khái niệm đó, thời gian sử dụng hàng tồn kho tối đa. Thì thời gian sử dụng hàng tồn kho tối đa thì là cái số ngày hay tuần công ty sẽ dùng hết sản phẩm tồn kho để mà đáp ứng nhu cầu phát sinh. Và cái công thức tính thời gian hết hàng cho một sản phẩm như sau: R bằng P chia D, trong đó thì R đó là cái thời gian hết hàng tồn kho, P là số lượng sản phẩm trong kho hiện tại, và D là lượng cầu sản phẩm. Thì thực ra thì trong vấn đề thực hành thì tôi cũng sẽ giới thiệu cho các em liên quan đến vấn đề là sắp xếp thứ tự của các sản phẩm được sản xuất dựa theo cái nguyên theo cái khái niệm đó là thời gian sử dụng hàng tồn kho tối đa. Thì cái quy trình thực ra thì cái quy trình mà lập lịch trình sản xuất này thì nó là một cái quy trình mà lặp lại, có nghĩa rằng là quy trình này nó bắt đầu bằng việc tính toán cái thời gian hết hàng R cho tất cả các sản phẩm, sau đó thì điều độ lập lịch trình cho sản phẩm nào có giá trị R nhỏ nhất, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ lập lịch trình cho sản phẩm nào có cái giá trị R là nhỏ nhất, và giả sử quy mô đơn hàng các sản phẩm đã được sản xuất, sau đó thì tính toán lại cái giá R cho tất cả các sản phẩm, và một lần nữa chọn những cái sản phẩm mà có giá trị R thấp nhất, và kế hoạch điều độ sản kế hoạch lập lịch trình sản xuất sản phẩm lại tiếp tục cho đến hết. Thì nôm na thì khi mà chúng ta học trong thực hành thì khi mà ứng dụng cái khái niệm thời gian sử dụng hàng tồn kho này thì các em sẽ hiểu rõ hơn. Còn ở đây thì chúng ta nắm liên quan đến vấn đề là gì? Lập lịch trình sản xuất đa sản phẩm. Thì thứ nhất chúng ta cần phải xác định được cái
cái quy mô của đơn hàng cần sản xuất. Và khi mà chúng ta tính toán cái quy mô của đơn hàng thì chúng ta cần phải xác định cái quá trình cân đối giữa chi phí sản xuất sản phẩm và chi phí vận chuyển sản phẩm hàng tồn kho. Thì thực ra trong vấn đề mà thực tập á, thực hành á, thì chúng ta sẽ giải quyết các cái bài toán liên quan thì các em sẽ dễ hiểu hơn. Cái thứ hai là chúng ta phải sắp xếp được thứ tự các cái sản phẩm được sản xuất. Thì sắp xếp được thứ tự các sản phẩm được sản xuất, hay còn gọi là xác định số lần sản xuất cho mỗi sản phẩm, thì người ta sử dụng cái khái niệm là thời gian sử dụng hàng tồn kho. Và cái thời gian sử dụng hàng tồn kho tối đa là cái số ngày hay tuần công ty sẽ dùng hết sản phẩm tồn kho để đáp ứng nhu cầu phát sinh. Và người ta áp dụng cái công thức là R bằng P trên D. Với R là thời gian hết hàng tồn kho, P là cái số lượng sản phẩm trong kho hiện tại, và D là cái lượng cầu sản phẩm. Và một cái vấn đề liên quan đến lập trình sản xuất, ở đây thì lập trình sản xuất cho đa sản phẩm, thì chúng ta cần phải gì, kiểm tra kết quả hàng tồn kho. Thì khi kế hoạch mà lập lịch trình sản xuất thực hiện, thì chúng ta nên kiểm tra kết quả tồn kho liên tục và so sánh với nhu cầu thực. Có nghĩa rằng là gì, hàng tồn kho có tăng quá nhanh không, đúng không ạ? Rồi nhu cầu có thay đổi trong tính toán thời gian hết hàng không? Rồi việc điều độ sản xuất, việc lập lịch trình sản xuất thì cần hiệu chỉnh liên tục, không ngừng, do rất hiếm khi mọi việc xảy ra đúng như kế hoạch. Thì chúng ta cần phải kiểm tra kết quả hàng tồn kho. Thì thực ra cái phần sản xuất này nó sẽ có một cái bài thực hành, tôi sẽ cho các em một bài thực hành và chúng ta sẽ làm cái bài đó, thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ quay lại cái lý thuyết này, chúng ta đọc lại thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Còn ở đây thì thực ra thì nếu mà chúng ta học tập trung á, thì mình sẽ cho các em làm các cái bài tập trên lớp. Thì khi mà chẳng hạn như là lập lịch trình sản xuất, thì đa sản phẩm liên quan đến vấn đề là cái khái niệm chẳng hạn như là quy mô đơn hàng, ELS, Economic Lot Size, thì thực ra thì tôi không biết ở trong môn quản trị sản xuất thì cô đã cho các em tính toán hay chưa, nhưng mà ở đây thì online thì mình chỉ dạy lý thuyết thôi, còn tránh cái trường hợp mất thời gian cho vấn đề làm bài tập. Vấn đề là mà bài tập thì chúng ta sẽ qua phần thực hành, do đó chúng ta thì cố gắng nghe rồi chúng ta bữa sau chúng ta làm thực hành thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Nói tóm lại liên quan đến vấn đề lập lịch trình sản xuất, thì lập lịch trình sản xuất này thì nó có hai vấn đề, đó là lập lịch trình sản xuất cho sản phẩm đơn lẻ và lập lịch trình sản xuất cho đa sản phẩm. Thì khi mà lập lịch trình sản xuất đơn lẻ thì chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề đó là được sản xuất ở một cái nhà máy được chỉ định, điều độ sản xuất có nghĩa là tổ chức vận hành tại mức yêu cầu càng hiệu quả. Đối với vấn đề sản phẩm đơn lẻ này, thì tổ chức vận hành tại mức yêu cầu càng hiệu quả càng tốt, nhằm đáp ứng nhu cầu của sản phẩm. Còn khi mà chúng ta khi có nhiều sản phẩm khác nhau cần được sản xuất trên một cái dây chuyền hay nhà máy sản xuất, thì cái điều độ này phức tạp hơn, và cái vấn đề lập lịch trình sản xuất liên quan đến cái sản phẩm đa sản phẩm thì chúng ta cần phải xác định ba cái vấn đề. Thứ nhất đó là gì, chúng ta cần phải xác định cái quy mô của đơn hàng cần sản xuất. Cái thứ hai là chúng ta cần phải xác định cái số lượng sản phẩm, bước là xác định số lần sản phẩm cho mỗi sản phẩm, hay còn gọi là chúng ta cần phải xác định cái thứ tự các cái sản phẩm được sản xuất, mà một trong những cái khái niệm mà chúng ta sử dụng để mà xác định thứ tự các cái sản phẩm được sản xuất đó là gì, thời gian sử dụng hàng tồn kho tối đa, có nghĩa là số ngày hay là tuần công ty sẽ dùng hết sản phẩm tồn kho để mà đáp ứng nhu cầu phát sinh. Cái thứ ba là chúng ta khi mà kế hoạch lập kế hoạch lịch trình sản xuất thì chúng ta nên kiểm tra kết quả tồn kho liên tục, để mà chúng ta có thể so sánh với cái nhu cầu thực, có nghĩa là gì, hàng tồn kho có tăng quá nhanh hay không, rồi nhu cầu có thay đổi trong tính toán thời gian hết hàng hay không. Thì đó là ba cái vấn đề, ba cái hoạt động chính trong vấn đề lập lịch trình sản xuất đối với vấn đề là gì, sản xuất nhiều sản phẩm chúng ta cần phải nắm. Cái vấn đề là một cái hoạt động thứ ba trong vấn đề hoạt động sản xuất, đó là gì, quản trị nhà máy sản xuất. Thì trong cái quản trị nhà máy sản xuất này thì các em lưu ý rằng là gì, cái địa điểm, chúng ta nôm na chúng ta thấy rằng là có một cái khái niệm cái tham số thiết kế, trong vấn đề là thiết kế ra cái hoạt động điều hành chuỗi cung ứng, thì nó có một cái hoạt động đó là gọi là địa điểm. Thì nôm na tất cả các cái quyết định liên quan đến cái nhà máy đều thực hiện trong cái sự ràng buộc đó là về địa điểm đặt nhà máy.
Chẳng hạn liên quan đến vấn đề là quản trị nhà máy sản xuất, thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì, nó liên quan đến vấn đề địa điểm. Thì thông thường công ty phải mất một cái khoản chi phí rất lớn để mà ngừng sản xuất tại một nhà máy hay xây dựng nhà máy mới khác khi mà xác định địa điểm bố trí nhà máy. Và cái quản lý nhà máy là xem xét các cái địa điểm bố trí nhà máy và tập trung sử dụng công suất sẵn có hiệu quả nhất. Và trong cái vấn đề là quản trị, đó lý do tại sao mà trong quản trị nhà máy sản xuất thì nó có liên quan đến ba cái quyết định ở ba cái lĩnh vực. Thứ nhất đó là gì, vai trò của nhà máy sẽ vận hành, có nghĩa là vai trò của mỗi nhà máy sản xuất như thế nào. Cái thứ hai liên quan đến vấn đề là quản trị nhà máy sản xuất thì chúng ta quan tâm đến vấn đề là phân bổ nguồn lực thế nào cho mỗi nhà máy sản xuất. Và cái thứ ba mà chúng ta cần phải quan tâm trong vấn đề quản trị nhà máy sản xuất đó là gì, phân bổ nhà cung cấp và thị trường cho từng nhà máy sản xuất. Đây là ba cái vấn đề chính trong vấn đề quản trị nhà máy sản xuất. Và một trong những cái tham số mà chúng ta quan tâm đó là gì, cái địa điểm. Tại vì vấn đề là gì, tất cả các cái quyết định liên quan đến nhà máy thì đều thực hiện trong cái sự ràng buộc về cái địa điểm đặt nhà máy. Thì ở trong cái môn quản trị sản xuất thì nhiều thầy cô cũng đã giới thiệu cho các em liên quan đến vấn đề là cái bố trí nhà máy sản xuất ở đâu, thì chúng ta cũng đã biết rồi. Còn ở đây thì trong vấn đề quản trị nhà máy sản xuất thì chúng ta cần quan tâm đến ba cái vấn đề, đó là gì, vai trò của mỗi nhà máy sản xuất. Thì vai trò của mỗi nhà máy sản xuất thì nhà quản lý phải quyết định về cái vai trò của mỗi nhà máy, bao gồm đó là gì, việc xác định những cái hoạt động nào sẽ thực hiện trong mỗi nhà máy, rồi những quyết định này thì nó có tác động rất lớn đến cái tính linh hoạt của chuỗi cung ứng, có thể đáp ứng được cái sự thay đổi về nhu cầu. Nếu mà một nhà máy được thiết kế để phục vụ cho một thị trường riêng thì không dễ dàng để chuyển đổi chức năng phục vụ sang một thị trường khác nếu như chuỗi cung ứng đó thay đổi, thì chúng ta cần phải xác định vai trò của nhà máy sẽ được vận hành cụ thể như thế nào. Cái thứ hai liên quan đến vấn đề là quản trị nhà máy sản xuất thì chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề đó là phân bổ nguồn lực thế nào cho mỗi nhà máy sản xuất. Thì vấn đề là phân bổ công suất trong mỗi nhà máy thì thực hiện thông qua cái vai trò của mỗi nhà máy này. Và cái quyết định về phân bổ công suất nó liên quan đến cái trang thiết bị này, rồi nó liên quan đến vấn đề là nguồn nhân công này sử dụng trong các cái nhà máy này. Và những cái quyết định phân bổ thay đổi công suất thực hiện dễ dàng hơn là quyết định, thực ra thì nó sẽ dễ dàng hơn trong vấn đề phân bổ công suất so với vấn đề là thay đổi về vị trí nhà máy. Nhưng mà điều này nó không mang lại hiệu quả về mặt chi phí khi mà thực hiện thay đổi phân bổ thường xuyên. Vì vậy thì sự phân bổ công suất ảnh hưởng mạnh mẽ đến cái hoạt động chuỗi cung ứng và khả năng sinh lợi nhuận. Và phân bổ công suất quá ít thì nó có thể gia tăng mức độ không đáp ứng nhu cầu và mức doanh số. Do đó thì vấn đề là gì, khi mà ra các cái quyết định liên quan đến phân bổ công suất cho mỗi nhà máy thì chúng ta phải nên cân nhắc và không nên phân bổ quá nhiều, có thể dẫn đến mức sử dụng ít và chi phí cung ứng sẽ cao hơn. Do đó chúng ta cần phải ra được những cái quyết định phân bổ công suất liên quan đến chẳng hạn như là đến trang thiết bị, đến nguồn nhân công như thế nào cho hợp lý để tránh cái vấn đề là gì, chi phí của cung ứng tăng lên. Và một cái vấn đề liên quan đến vấn đề là quản trị nhà máy sản xuất mà chúng ta cần quan tâm đó là gì, phân bổ nhà cung cấp và thị trường cho từng nhà máy sản xuất. Thì cái sự phân bổ nhà cung cấp và thị trường cho mỗi nhà máy thì bị ảnh hưởng bởi hai quyết định trên, có nghĩa là vai trò của nhà máy sẽ vận hành và phân bổ công suất, phân bổ nguồn lực thế nào cho mỗi nhà máy về trang thiết bị và về nhân công. Thì cái thằng thứ ba này thì nó bị ảnh hưởng bởi hai quyết định trước đó. Do đó thì cái sự tham gia của các cái nhà cung cấp này, khối lượng sản phẩm sản xuất này tùy thuộc vào vai trò và công suất được phân bổ của mỗi nhà máy. Và những cái quyết định này thì nó ảnh hưởng đến cái chi phí vận chuyển từ nhà cung cấp đến nhà máy và từ nhà máy đến khách hàng. Những cái quyết định này thì nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của toàn bộ chuỗi cung ứng. Do đó vấn đề là trong quản trị nhà máy sản xuất thì cái nhà quản trị thì cần phải ra các cái quyết định liên quan trong ba cái lĩnh vực này sao cho hợp lý để đảm bảo sự phát triển thành công của doanh nghiệp. Đó là gì, vai trò của nhà máy sẽ vận hành, rồi cái thứ hai là phân bổ nguồn lực thế nào cho mỗi nhà máy sản xuất, và cái thứ ba là gì, phân bổ nhà cung cấp và thị trường cho từng nhà máy sản xuất. Thì họ phải đưa ra các cái quyết định để gì,
tránh cái gì phát sinh ra nhiều chi phí cung ứng cao sẽ ảnh hưởng tới cái sự thành công của doanh nghiệp. Thì mình vừa trình bày cho các em xong cái phần cái hoạt động thứ ba trong cái hoạt động điều hành chuỗi cung ứng, đó là sản xuất. Trong vấn đề sản xuất này thì các em nắm ba cái hoạt động chính trong vấn đề sản xuất, đó là gì? Thiết kế sản xuất sản phẩm trong sản xuất. Cái thứ hai là liên quan đến vấn đề là lập lịch trình sản xuất. Trong vấn đề lập lịch trình sản xuất thì chúng ta cần phải xác định các cái sự cân bằng giữa các cái nhiều mục tiêu đối khác nhau, chẳng hạn như là mức sử dụng cao, là mức tồn kho thấp, rồi mức phục vụ khách hàng cao, đúng không? Và cái phần thứ ba trong cái hoạt động chính thứ ba trong cái hoạt động sản xuất, đó là gì? Liên quan đến vấn đề là quản lý nhà máy sản xuất. Thì liên quan đến nhà máy sản xuất thì nó có ba vấn đề, đó là vai trò của nhà máy sản xuất, rồi phân bổ nguồn lực thế nào cho mỗi nhà máy sản xuất, và cái thứ ba chúng ta cần phải quan tâm đó là phân bổ nhà cung cấp và thị trường cho nhà cho từng nhà máy sản xuất như thế nào. Thì thực ra cái bốn cái hoạt động thu mua, bốn cái hoạt động chuỗi cung ứng là hoạt động thu mua, sản xuất và phân phối, thì trong cái vấn đề thực hành thì chúng ta sẽ tập trung vào bốn phần đó, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn khi mà chúng ta giải quyết các cái bài toán tình huống trong vấn đề hoạch định thì như thế nào, trong vấn đề thu mua thì như thế nào, trong vấn đề là gì sản xuất thì chúng ta làm như thế nào. Và và cái phần thứ tư, rồi mình đã kết thúc cho các em ba phần liên quan đến vấn đề là hoạch định, đúng không ạ? Rồi tìm nguồn cung ứng hay còn gọi là thu mua, cái thứ ba liên quan đến vấn đề sản xuất, và cái phần cuối cùng trong buổi hôm nay thì mình sẽ trình bày cho các em liên quan đến vấn đề cái hoạt động điều hành thứ tư trong quản trị chuỗi cung ứng, đó là phân phối. Chúng ta cố gắng làm hết cái chương 3 trong ngày hôm nay. Chúng ta sau khi mà tôi trình bày xong thì các em cố gắng đọc lại, cái chỗ nào không hiểu thì chúng ta hỏi. Và vấn đề là hôm nay thì chúng ta sẽ cố gắng một tí nha, để chúng ta kết thúc cái chương 3. Cái buổi sau thì chúng ta sẽ vào cái chương 4. Thì thực ra thì hiện nay mình đang cung cấp cho các em một tài liệu, thì cái tài liệu đó thì nó hơi phức tạp một tí, thì mình sẽ gửi cho các em cái tài liệu khác nó liên quan đến cái môn học này hơn. Thì chúng ta học chương 4 nó sẽ liên quan đến vấn đề là công nghệ thông tin và hoạt động chuỗi cung ứng. Cái buổi sau chúng ta sẽ học cái buổi tiếp theo nữa, chúng ta còn 3 buổi nữa, thì cái buổi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ học và cái phần liên quan đến vấn đề là đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng. Cái phần cuối cùng mà chúng ta sẽ làm, tôi sẽ giới thiệu cho các em đó là cái gì, về thiết kế một cái hệ thống chuỗi cung ứng như thế nào. Thì sau khi phần lý thuyết xong thì chúng ta sẽ vào các thực hành. Các thực hành thì nó liên quan đến cái vấn đề là bốn cái hoạt động chính này, và vấn đề là sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các em lập một cái hệ thống chuỗi cung ứng như thế nào trong vấn đề thực hành. Rồi, liên quan đến vấn đề là phân phối thì trong hoạt động phân phối này thì chúng có hai hoạt động chính mà chúng ta cần quan tâm, đó là quản lý đơn hàng trong phân phối và lập lịch trình liên quan đến vấn đề đó là lập lịch trình giao hàng. Và một trong những cái vấn đề mà mình sẽ trình bày cho các em nữa đó liên quan đến vấn đề đó là thuê ngoài trong hoạt động chuỗi cung ứng. Thì trong cái chuỗi cung ứng, quản lý đơn hàng là cái quá trình duyệt thông tin của khách hàng từ nhà bán lẻ đến nhà phân phối, nhằm cái mục đích phục vụ cho nhà cung cấp và nhà sản xuất. Các mình nói lại nghe, thực ra thì trong quản trị chuỗi cung ứng, quản lý đơn hàng là quá trình duyệt thông tin của khách hàng từ nhà bán lẻ, đúng không ạ? Chúng ta có thể coi cái sơ đồ mà mình để trong slide, đúng không? Từ nhà bán lẻ đến nhà phân phối, nhằm mục đích đó là phục vụ cho nhà cung cấp và nhà sản xuất. Và quá trình này cũng đồng thời duyệt thông tin về ngày giao hàng này, rồi sản phẩm thay thế này, và những cái đơn hàng thực hiện trước đó của khách hàng. Và quá trình này nó dựa vào điện thoại này và các cái chứng từ có liên quan như là đơn hàng này, đơn hàng thay đổi này, rồi bản báo giá này, hóa đơn bán hàng v.v. Và ở đây thì công ty có thể, ở đây mình phát thảo chẳng hạn như là một cái mô hình trong vấn đề là quản lý đơn hàng, thì công ty chẳng hạn như là ở đây thì chúng ta phát thảo ra đơn hàng và liên hệ với nhà cung cấp để mà thực hiện đơn hàng này. Thì nhà cung cấp hoặc sẽ thực hiện đơn hàng ngay
bằng hàng tồn kho của mình. Ở đây chúng ta thấy không, sau khi mà có đơn hàng và liên hệ với nhà cung cấp, chẳng hạn như công ty sau khi phát tạo đơn hàng, đúng không, đơn đặt hàng này, họ sẽ liên hệ với nhà cung cấp, chẳng hạn như nhà cung cấp cấp 1 này, để mà thực hiện cái đơn hàng này, thì nhà cung cấp, đúng không ạ, đây nhà cung cấp cấp 1 này, hoặc là họ sẽ thực hiện đơn hàng này ngay. Có nghĩa là gì, thực hiện giao hàng ngày nay bằng cái hàng tồn kho ở trong kho của mình. Hoặc nếu mà họ không có đủ đơn hàng này trong kho, chẳng hạn như là hàng hóa trong kho của mình, thì hoặc họ sẽ làm cái gì, họ sẽ tìm kiếm cái nguồn thay thế. Đây, họ sẽ tìm kiếm cái nguồn thay thế từ các cái nhà cung cấp khác. Nếu như nhà cung cấp thực hiện đơn hàng này ngay bằng cái hàng tồn kho, thì nhà cung cấp này sẽ lấy cái đơn hàng của khách hàng điền vào, thứ nhất là gì, phiếu xuất hàng này, đúng không ạ, rồi phiếu đóng gói này, và hóa đơn báo giá. Thì đó là cái quy trình của quản lý đơn hàng. Mình nói lại nha, thứ nhất là công ty phát thảo ra đơn hàng và liên hệ với nhà cung cấp để thực hiện đơn hàng này. Nhà cung cấp cấp 1 hoặc sẽ thực hiện đơn hàng này ngay bằng hàng tồn kho của mình, hoặc họ sẽ tìm kiếm nguồn thay thế từ nhà cung cấp cấp 1, cấp 2 khác, đúng không ạ? Và nếu mà nhà cung cấp thực hiện đơn hàng này ngay bằng hàng tồn kho, nghĩa là hàng mà hàng hóa mà họ có trong kho á, thì nhà cung cấp này sẽ lấy đơn hàng của khách hàng này điền vào phiếu xuất hàng, phiếu đóng gói và hóa đơn báo giá. Thì thực ra thì nếu mà chúng ta học tập trung á, thì mình sẽ có một cái quy trình chúng ta sẽ làm liên quan đến vấn đề là quản lý đơn hàng này. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta học online thì để tránh mất thời gian thì mình chỉ hướng dẫn cho các em về mặt lý thuyết mà thôi. Chúng ta cần nắm rồi, nếu mà sản phẩm là nguồn thay thế từ những nhà cung cấp khác, thì nhà cung cấp này họ sẽ lấy đơn hàng đây theo quy trình. Nếu mà sản phẩm là nguồn thay thế từ những nhà cung cấp khác, thì nhà cung cấp này họ sẽ lấy đơn hàng của khách hàng mua hàng đầu tiên, đưa vào đơn hàng của nhà cung cấp thay thế. Đây, lấy cái đơn hàng này, đúng không, vào cái đơn hàng của nhà cung cấp thay thế, và nhà cung cấp đó họ hoặc sẽ thực hiện đơn hàng này ngay bằng hàng, cũng quy trình tương tự như vậy, là nhà cung cấp đó hoặc sẽ thực hiện đơn hàng này ngay bằng hàng tồn kho, hoặc sẽ sử dụng một nguồn thay thế nữa từ những nhà cung cấp khác. Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy là gì, nhà cung cấp của nhà cung cấp đó. Sau đó thì đơn hàng nhà cung cấp nhận được sẽ được đưa lại vào các cái chứng từ như là phiếu xuất hàng, phiếu đóng gói, phiếu lấy hàng và hóa đơn báo giá. Thì đây là cái quy trình, và quá trình này nó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt chuỗi cung ứng. Thì chúng ta cần lưu ý. Và cái chuỗi cung ứng thì ngày nay trở nên quan trọng và phức tạp hơn. Và các cái công ty bây giờ thì luôn giải quyết các cái vấn đề đó là gì? Chọn lựa, xếp hạng cùng nhiều nhà cung cấp, thuê các nhà cung cấp bên ngoài và những cái đối tác phân phối. Và cái tính phức tạp này thì cũng làm thay đổi cách phản ứng với những cái sản phẩm được bán ra và gia tăng kỳ vọng phục vụ khách hàng và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng nhu cầu của thị trường. Cái quá trình quản lý đơn hàng theo truyền thống thì nó tốn kém nhiều thời gian và hoạt động chồng chéo. Đó là cái sự di chuyển dòng dữ liệu trong chuỗi cung ứng diễn ra chậm. Rồi sự di chuyển chậm này thì có thể đảm bảo tốt cho chuỗi cung ứng đơn giản, nhưng với những cái chuỗi cung ứng phức tạp thì cần phải yêu cầu mục tiêu hiệu quả và nhanh chóng. Do đó thì quản lý đơn hàng hiện đại tập trung vào những cái kỹ thuật có thể giúp cho dòng dữ liệu liên quan đến đơn hàng diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Và một trong những phần mềm, cũng có thể gọi là phần mềm hoặc là một cái quy trình có thể đáp ứng được các cái việc quản lý đơn hàng một cách tốt, đó là một cái phần mềm gọi là CRM, nó viết tắt bởi cụm từ gọi Customer Relationship Management, gọi là quản lý mối quan hệ khách hàng. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu là gì, trong quá trình quản lý đơn hàng thì cũng cần xử lý một số trường hợp ngoại lệ, từ đó đưa ra cách nhận diện vấn đề nhanh chóng và quyết định đúng đắn hơn. Điều này có nghĩa là quá trình quản lý đơn hàng hàng ngày nên tự động hóa,
và có những cái đơn hàng đòi hỏi quá trình xử lý đặc biệt do nhầm lẫn ngày giao hàng, yêu cầu của khách hàng thay đổi. Và với những cái yêu cầu như vậy thì quản lý đơn hàng thường bắt đầu bằng sự kết hợp chồng chéo chức năng của bộ phận tiếp thị và bán hàng. Đó là lý do tại sao mà hiện nay trong vấn đề quản lý đơn hàng, người ta sử dụng cái cái phần mềm gọi là quản lý mối quan hệ khách hàng. Mà nếu mà trong sau này chúng ta đi làm á, mà nếu mà chúng ta làm trong cái bộ phận phân phối thì chúng ta sẽ thấy rằng là hiện nay thì người ta đang sử dụng cái phần mềm CRM gọi là Customer Relationship Management. Thực ra ở trong cái phần chương 4 liên quan đến vấn đề là ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động chuỗi cung ứng thì mình sẽ giới thiệu cho các em rất là nhiều phần mềm. Tất nhiên là mình chỉ dừng lại mức độ làm giới thiệu mà thôi, tại vì hiện nay thì mỗi cái phần mềm đó thì thực ra thì khi mà chúng ta đi làm thực tế thì chúng ta mới nắm được, mới vận dụng được, chứ khi mà chúng ta học thì tại vì mỗi cái phần mềm mà một cái doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp lớn hiện nay, người ta mua có thể lên tới vài triệu đô các cái phần mềm quản lý đó. Tuy nhiên thì ở đây đặc biệt cái phần mềm ERP là cái phần mềm hoạch định trong hoạt động của doanh nghiệp đó, trong hoạt động chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, thì là một cái phần mềm mà tôi thấy rằng là cái giá trị mà để mua cái phần mềm đó rất là lớn, có thể lên tới vài triệu đô. Do đó thì ở đây thì mình chỉ giới thiệu thôi để các em nắm được cái phần mềm đó là như thế nào. Thì trong cái phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng thì nó có một số các nguyên tắc cơ bản được liệt kê dưới đây mà có thể giúp cho quá trình quản lý đơn hàng hiệu quả. Thứ nhất là gì? Nhập dữ liệu cho một đơn hàng, có nghĩa là gì? Nhập một và chỉ một lần. Thì thực ra thì nếu mà có phần mềm này thì chúng ta mới dễ hiểu hơn. Tuy nhiên thì ở đây thì mình chỉ giới thiệu cho các em thôi. Đó là gì? Có một số các nguyên tắc cơ bản được liệt kê dưới đây để mà có thể giúp cái quá trình quản lý đơn hàng hiệu quả. Thứ nhất đó là gì? Nhập dữ liệu cho một đơn hàng, nhập một và chỉ một lần. Có nghĩa là gì? Sao chép dữ liệu bằng các thiết bị điện tử có liên quan đến nguồn dữ liệu nếu có thể, và tránh nhập lại dữ liệu bằng tay dù dữ liệu này lưu thông suốt chuỗi cung ứng. Thông thường thì cách hữu ích nhất là để khách hàng tự nhập các cái đơn hàng vào hệ thống đơn hàng của công ty, sau đó hệ thống này sẽ truyền dữ liệu đến các cái hệ thống khác có liên quan, là các cái cá nhân tham gia vào chuỗi cung ứng. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu được sơ bộ là chẳng hạn như là khi mà chúng ta áp dụng cái phần mềm này thì nó sẽ có một cái khái niệm là nhập dữ liệu cho một đơn hàng. Thì cái nhập dữ liệu cho một đơn hàng này thì nó yêu cầu là để khách hàng tự nhập các cái đơn hàng vào hệ thống đơn hàng của công ty, có nghĩa là công ty sẽ cung cấp cái phần mềm này cho khách hàng và khách hàng tự nhập vào, để sau đó thì hệ thống này họ sẽ truyền dữ liệu đến các cái hệ thống khác, có nghĩa là sau khi mà tiếp nhận khách hàng nhập các thông tin này vào xong thì nó sẽ truyền dữ liệu đến các cái hệ thống khác có liên quan trong cái chuỗi cung ứng. Cái thứ hai, nguyên tắc thứ hai ở trong cái phần mềm đó là gì? Tự động hóa trong xử lý đơn hàng. Thì quá trình xử lý bằng tay nên tối thiểu và hệ thống nên gửi dữ liệu cần thiết vào những vị trí thích hợp. Xử lý trường hợp ngoại lệ là xác định những cái đơn hàng có vấn đề và mọi người cùng tham gia để giải quyết. Thì hôm nay chúng ta cũng có thể hiểu đó là cái cách mà gọi là tự động hóa trong xử lý đơn hàng, có nghĩa là gì? Quá trình xử lý bằng tay trở nên tối thiểu và nó hệ thống lúc này sẽ gì? Sẽ gửi dữ liệu cần thiết vào những cái vị trí thích hợp. Cái thứ ba, nguyên tắc thứ ba khi mà sử dụng cái phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng này đó là gì? Đơn hàng luôn ở trạng thái sẵn sàng phục vụ khách hàng, có nghĩa là gì? Thấy rõ tình trạng đơn hàng. Thì hôm nay chúng ta có thể hiểu là gì? Hãy để khách hàng theo dõi đơn hàng trong suốt giai đoạn từ đặt đơn hàng cho đến khi chuyển sản phẩm đến cho họ. Thì hiện nay chúng ta thấy rằng là gì? Khi mà chúng ta mua hàng online, đặc biệt là chúng ta mua trên các cái website lớn á, thì thông thường là chúng ta có thể gọi là tracking, có nghĩa là gì? Khách hàng có thể theo dõi được đơn hàng trong suốt giai đoạn từ đơn đặt hàng cho đến khi gì? Chuyển sản phẩm đến cho họ. Và nên để khách hàng thấy trạng thái sẵn sàng phục vụ của đơn hàng mà không phải nhờ sự hỗ trợ nào khác. Và khi một đơn hàng gặp vấn đề thì lấy đơn hàng đó thu hút sự chú ý của các nhà cung cấp liên quan để giải quyết. Thì nôm na thì chúng ta có thể hiểu được rằng là gì? Đơn hàng phải luôn ở trạng thái sẵn sàng phục vụ khách hàng. Và cái thứ tư, cái nguyên tắc thứ tư trong cái vấn đề là quản lý mối quan hệ khách hàng mà chúng ta cần quan tâm đó là gì? Tích hợp hệ thống đặt hàng với các cái hệ thống liên quan khác để mà duy trì tính toàn vẹn dữ liệu. Thì hệ thống tiếp nhận đơn đặt hàng thì cần thiết phải có dữ liệu mô tả về sản phẩm này,
và giá cả mà để hỗ trợ khách hàng ra các cái quyết định lựa chọn phù hợp. Và cái hệ thống đảm bảo dữ liệu sản phẩm tích hợp với các cái hệ thống đặt hàng, dữ liệu đặt hàng trong hệ thống phải cập nhật thông tin trạng thái về tồn kho này, kế hoạch phân phối. Dữ liệu này nên tự động hóa cập nhật thông tin vào hệ thống đúng và chính xác. Thì đó là cái khái niệm liên quan đến vấn đề là tích hợp hệ thống đặt hàng với các cái hệ thống liên quan khác để mà duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu. Thì chúng ta cần lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng cái phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng CRM, Customer Relationship Management, thì chúng ta cần phải lưu ý có 4 nguyên tắc mà chúng ta cần phải nắm sau này, chẳng hạn như khi mà chúng ta đi làm á, thì trong vấn đề là phân phối quản lý mối quan hệ khách hàng, thì đặc biệt là chúng ta làm trong cái bộ phận kinh doanh, có nghĩa là bộ phận marketing hoặc là sale, thì bao giờ người ta cũng sử dụng cái vấn đề là quản lý mối quan hệ khách hàng này để người ta quản lý. Thì chúng ta có thể thấy rõ được là gì, 4 cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải nắm trong vấn đề là quản lý mối quan hệ khách hàng. Cái hoạt động thứ hai trong vấn đề là phân phối đó là gì, lập lịch trình giao hàng. Thì cái kế hoạch phân phối thì nó chịu ảnh hưởng mạnh từ cái quyết định liên quan đến cái cách thức vận tải sử dụng. Thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng là gì, có 6 cái phương thức vận tải hiện nay mà người ta áp dụng tùy theo các cái loại hàng hóa dịch vụ khác nhau. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta đi bằng đường biển thì nó có tàu biển, nếu mà chúng ta đi bằng đường sắt thì nó có gì, hệ thống đường sắt. Rồi ngoài ra thì có một số mặt hàng chuyên dụng thì người ta có thể sử dụng hệ thống đường ống để mà gì vận chuyển. Rồi một trong những cái phương tiện phổ biến nhất bằng đường bộ là gì, xe tải rồi máy bay. Ngoài ra thì hiện nay chúng ta thấy rằng người ta còn có các cái phương tiện vận tải điện tử, chẳng hạn như là đối với các cái phần sản phẩm, chẳng hạn như phần mềm, thì người ta sử dụng cái phương tiện vận tải gọi là điện tử. Thì nôm na, và cái quá trình thực hiện kế hoạch phân phối thì nó bị ràng buộc từ các cái quyết định vận tải, và có 2 cái cách thức vận tải phổ biến nhất trong cái kế hoạch phân phối liên quan cái cách thức vận tải. Cái này là phương tiện vận tải thì có 6 phương tiện vận tải, còn vấn đề là cái cách thức vận tải phổ biến nhất hiện nay trong kế hoạch phân phối thì nó gồm có 2 loại, đó là phân phối trực tiếp và phân phối theo cái lộ trình định sẵn. Về phân phối trực tiếp có nghĩa là sao, hay còn gọi là giao hàng trực tiếp đó, thì phân phối trực tiếp nó là cái quá trình phân phối từ một địa điểm gốc đến một cái địa điểm nhận hàng. Thì với cái phương thức này thì đơn giản nhất là lựa chọn lộ trình vận tải ngắn nhất giữa 2 cái địa điểm. Thực ra thì khi mà chúng ta thực hành á, thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các em sử dụng cái phần mềm gọi là Excel Solver để chúng ta có thể xác định được cái lộ trình vận tải ngắn nhất giữa 2 địa điểm. Rồi kế hoạch phân phối gồm những cái quyết định về số lượng và số lần giao hàng cho mỗi địa điểm. Thuận lợi trong cái mô hình này đó là cái hoạt động đơn giản và có sự kết nối phân phối liên quan đến phân phối trực tiếp. Và phương pháp này thì vận chuyển sản phẩm trực tiếp từ một địa điểm sản phẩm được sản xuất tồn kho đến một cái địa điểm sản phẩm được sử dụng. Nôm na là gì? Từ một cái địa điểm là từ nhà sản xuất cho đến gì, hoặc là kho hàng của nhà sản xuất cho đến cái địa điểm của khách hàng cuối cùng. Và nó cắt giảm hoạt động trung gian thông qua vận chuyển những cái đơn hàng nhỏ đến một điểm tập trung, sau đó kết hợp thành một đơn hàng lớn để phân phối đồng thời. Và phân phối trực tiếp thì đạt hiệu quả nếu mà điểm nhận hàng đặt hàng theo mô hình EOQ phù hợp với khối lượng phương tiện vận chuyển đang sử dụng. Thì ví dụ như là nếu mà điểm nhận hàng phân phối bằng xe tải thì chúng ta áp dụng cái mô hình EOQ có nguyên xe, có nghĩa là truck load, thì phương pháp này thực sự hiệu quả. Còn nếu như EOQ cả tại nơi nhận hàng không bằng với truck load thì phương pháp này kém hiệu quả. Thì mình giới thiệu sơ cho các em về cái phương pháp phân phối giao hàng trực tiếp. Và một cái phương pháp thứ hai trong vấn đề lập lịch trình giao hàng đó là gì, cách thức vận tải, đó là phân phối theo lộ trình đã định. Thì phân phối theo lộ trình đã định là phân phối sản phẩm từ một địa điểm gốc đến nhiều địa điểm nhận hàng, hay phân phối sản phẩm từ nhiều địa điểm gốc đến một cái địa điểm nhận hàng. Thì đó là cái định nghĩa của gì, phân phối theo lộ trình đã định. Nói tóm lại nha, phân phối theo lộ trình đã định là phân phối sản phẩm từ một địa điểm gốc đến nhiều địa điểm nhận hàng, hay là phân phối sản phẩm từ nhiều địa điểm nhận gốc đến một cái địa điểm nhận hàng. Và cái kế hoạch phân phối theo lộ trình đã định phức tạp hơn so với phân phối trực tiếp. Kế hoạch này thì cần có quyết định về số lượng phân phối các cái sản phẩm khác nhau, rồi số lần phân phối vân vân. Và điều quan trọng nhất là lộ trình phân phối và hoạt động bốc dỡ khi giao hàng.
Và để điểm thuận lợi của phương pháp phân phối theo lộ trình đã định là sử dụng hiệu quả các phương tiện vận chuyển sử dụng và chi phí nhận hàng thấp do cái địa điểm nhận hàng ít và khối lượng giao hàng nhiều hơn. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì? Trong vấn đề là lập lịch trình sản xuất thì chúng ta cần quan tâm đến cái phương tiện vận tải. Thì hiện nay người ta có 6 cái phương tiện vận tải là tàu biển, đường sắt, đường ống, xe tải, máy bay, phương tiện vận tải và điện tử. Ngoài cái phương tiện vận tải thì chúng ta cần có quan tâm đến hai cái cách thức vận tải phổ biến nhất trong cái kế hoạch phân phối, đó là gì? Phân phối trực tiếp và phân phối lộ trình đã định. Chúng ta cần phải nắm. Thì liên quan đến vấn đề là giao hàng theo lộ trình đã định thì nó có hai cái kỹ thuật để phân phối theo cái lộ trình đã định, đó là kỹ thuật ma trận tiết kiệm chi phí và kỹ thuật đánh giá suy độc. Mỗi kỹ thuật này nó đều có ưu và nhược điểm riêng và hiệu quả tùy thuộc vào tình huống sử dụng, độ chính xác của dữ liệu sẵn có. Cái kỹ thuật ma trận tiết kiệm thì nôm na là một cái kỹ thuật đơn giản trong hai kỹ thuật trên. Nêu trên thì thực ra thì khi mà chúng ta thực hành á, thì mình sẽ nói về cái kỹ thuật ma trận tiết kiệm chi phí hoặc là kỹ thuật phân công tổng quát, thì chúng ta khi thực hành chúng ta sẽ dễ hiểu hơn một tí. Thì ở đây thì mình chỉ giới thiệu sơ cho các em để chúng ta nắm được kỹ thuật ma trận tiết kiệm là gì và kỹ thuật đánh giá suy rộng là gì. Thì kỹ thuật ma trận tiết kiệm là một cái kỹ thuật đơn giản trong hai kỹ thuật nêu trên. Kỹ thuật này nó sử dụng đánh giá khách hàng qua phương tiện chuyên chở và thiết kế lộ trình sao cho thời gian giao hàng tại các điểm nhận hàng theo yêu cầu đề ra. Và đây là cái kỹ thuật đưa ra các cái giải pháp về lộ trình hợp lý có thể áp dụng vào thực tế. Và cái điểm yếu của kỹ thuật này là khó tìm ra giải pháp hiệu quả về chi phí hơn là sử dụng kỹ thuật đánh giá suy rộng. Và kỹ thuật này nó sẽ sử dụng tốt nhất khi mà kế hoạch phân phối có nhiều ràng buộc khác nhau cần được thỏa mãn. Còn cái kỹ thuật đánh giá suy rộng thì nó phức tạp hơn nhưng có thể đưa ra cái giải pháp tốt hơn kỹ thuật ma trận tiết kiệm chi phí khi không có những cái ràng buộc về công suất chuyên chở của phương tiện trong kế hoạch phân phối. Rồi điểm bất lợi của phương pháp này là tốn thời gian lập kế hoạch phân phối khi có nhiều ràng buộc liên quan. Và cái kỹ thuật này nó được sử dụng tốt nhất khi có giới hạn các cái ràng buộc về công suất vận chuyển hay tổng thời gian trên lộ trình vận chuyển. Thì khi chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Rồi một cái phần thứ ba liên quan đến cái lịch trình giao hàng, đó là nguồn phân phối. Thì việc phân phối sản phẩm đến khách hàng được thực hiện từ hai nguồn, đó là địa điểm lẻ dùng cho sản phẩm và trung tâm phân phối, có nghĩa là gì? Các cái địa điểm bán lẻ để bán hàng cho sản phẩm. Và hiện nay thì nó có cái nguồn phân phối là gì? Trung tâm phân phối. Thì cái địa điểm lẻ dùng cho sản phẩm như là gì? Nhà máy này, nhà kho này, vân vân. Và có sản phẩm đơn hay là danh mục sản phẩm liên quan sẵn sàng phân phối. Và phương tiện này thì là nó thích hợp khi mà dự báo được nhu cầu sản phẩm có mức cao, phân phối duy nhất cho nhiều địa điểm nhận số lượng lớn sản phẩm bằng phương tiện vận chuyển có tải trọng lớn. Và điều này nó đem lại nhiều lợi ích kinh tế nhờ sử dụng hiệu quả của phương tiện vận chuyển. Còn cái vấn đề thứ hai liên quan đến vấn đề là gì? Trung tâm phân phối. Thì trung tâm phân phối nó là nơi tồn trữ xuất nhập khối lượng lớn sản phẩm bằng phương tiện vận chuyển có tải trọng lớn đến từ nhiều địa điểm khác nhau. Và khi vị trí nhà cung cấp xa khách hàng thì việc sử dụng trung tâm phân phối có tính kinh tế cao do rút ngắn được cái khoảng cách vận chuyển và tồn kho trữ lượng lớn sản phẩm gần địa điểm với khách hàng người sử dụng cuối cùng. Và đó là ví dụ về trung tâm phân phối. Rồi một cái hoạt động cuối cùng, hai cái hoạt động mà mình vừa trình bày cho các em, hai cái hoạt động chính của phân phối đó là gì? Quản lý đơn hàng và cái lập lịch trình giao hàng. Và hiện nay thì người ta đang sử dụng một cái thuật ngữ gọi là thuê ngoài. Nôm na như thế này, do cái sức ép từ lợi nhuận biên tế tạo ra động lực thúc đẩy thị trường tự do phát triển hình thức thuê ngoài, thì hình thức thuê ngoài thì người ta sử dụng một cái thuật ngữ là outsourcing. Tôi lấy ví dụ như là công ty A cần thực hiện dịch vụ và tạo ra lợi nhuận trên tổng chi phí thực hiện dịch vụ đó. Dịch vụ này có thể yêu cầu công ty B, có nghĩa là công ty A họ có thể yêu cầu công ty B thực hiện. Công ty B thì có thể cung cấp dịch vụ với mức giá thấp hơn chi phí mà công ty A tự sản xuất. Điều này có nghĩa rằng là gì? Nếu mà A tự sản xuất thì chi phí thấp hơn, dẫn đến là gì? Nhằm tạo ra lợi nhuận cao thì công ty A sẽ quyết định gì? Thuê công ty B. Lúc đó thì công ty A có thể được xem xét đi thuê ngoài. Thì
Thì theo truyền thống, những cái đơn vị tham gia vào chuỗi cung ứng là nhà sản xuất này, nhà phân phối này, nhà bán lẻ này, các cái nhà cung cấp dịch vụ chẳng hạn như là dịch vụ về vận chuyển này, hậu cần này, thì có bao nhiêu tổ chức có năng lực hoạt động trong chuỗi cung ứng? Thì một số hoạt động như tín dụng và các khoản phải thu này, thiết kế sản phẩm này, quản lý đơn hàng thì có thể không phải là năng lực cốt lõi của tổ chức truyền thống tham gia vào chuỗi cung ứng. Và đó là cái cơ hội tốt cho các cái nhà cung cấp dịch vụ chẳng hạn liên quan đến vấn đề thiết kế này, liên quan đến vấn đề tín dụng và các khoản vay thu này, hoặc là quản lý đơn hàng, thì các cái nhà sản xuất họ có thể thuê các cái nhà cung cấp dịch vụ tham gia trong chuỗi cung ứng. Và tất cả các hoạt động trong cái chuỗi cung ứng như là một hệ thống nhất, nhưng không cần thiết phải thực hiện tất cả. Đó lý do tại sao mà hiện nay thì để giảm thiểu chi phí, tại vì vấn đề là nếu bản thân chúng ta thực hiện thì nhiều lúc là chi phí nó tăng cao, thì hiện nay thì trong vấn đề chuỗi cung ứng thì người ta có thể thuê các cái công ty dịch vụ ngoài. Đó lý do tại sao mà đợt trước mình giới thiệu, khi mà mình giới thiệu cái chuỗi cung ứng mở rộng thì các em sẽ thấy rằng là gì, chuỗi cung ứng truyền thống thì nó gồm có là gì, nhà cung cấp, rồi nhà sản xuất và khách hàng. Tuy nhiên thì ở cái chuỗi cung ứng mở rộng thì ngoài cái vấn đề là nhà cung cấp, nhà sản xuất và khách hàng, thì hiện nay thì còn có phát triển thêm các cái công ty dịch vụ. Thực ra là các cái công ty dịch vụ này thì họ sẽ cung cấp liên quan đến vấn đề là gì, tín dụng này, liên quan đến vấn đề là quản lý đơn hàng này, liên quan đến vấn đề thiết kế sản phẩm này, để cho cái gì, nhà sản xuất cũng như là gì, nhà cung cấp thuê để thực hiện. Thì hôm nay chúng ta có thì hiểu đó là các cái dịch vụ thuê ngoài, hay còn gọi là outsourcing. Rồi, thực ra thì bữa nay mình nói hơi nhanh một tiếng, nhưng mà tuy nhiên thì vấn đề là để cho chúng ta kết thúc chương 3. Thì chương 2 là hai cái chương mà chính của cái quản trị chuỗi cung ứng, nó liên quan đến cái hoạt động điều hành chuỗi cung ứng. Thì các em cần phải nắm nghe hoạt động điều hành chuỗi cung ứng này, thì nó gồm có là các cái hoạt động thường nhật, có nghĩa là hàng ngày trong vấn đề quản trị chuỗi cung ứng của một cái tổ chức người ta thực hiện, liên quan đến vấn đề là gì, hoạch định nè, thu mua nè, sản xuất và phân phối. Thì bốn cái hoạt động thường nhật này thì người ta dựa trên năm cái tác nhân thúc đẩy, hay còn gọi là thông số tham chiếu dựa trên cái hoạt động chính của chuỗi cung ứng, gồm có năm hoạt động, đó là gì, địa điểm sản xuất, tồn kho, vận chuyển và phân phối. Thì mình đã trình bày cho các em hết cái chương 3 liên quan đến bốn cái hoạt động. Thì mình nói là liên quan đến vấn đề là thực hành, thì chúng ta sẽ thực hành liên quan đến bốn cái hoạt động này thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn khi mà chúng ta kết hợp với lại là lý thuyết, thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Rồi, buổi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha. Có bạn nào có câu hỏi gì không? Dạ thầy ơi, có mấy bạn phòng đầy quá, mấy bạn bị đá ra ngoài thầy. Phòng đầy là sao? À, có nghĩa là nhiều quá hả? Dạ, nó đủ giới hạn 100 người, sao mấy bạn bị đẩy bớt ra ngoài thầy. Thôi không sao, tôi cũng không biết làm sao nữa. Thôi thì chúng ta ngoài vấn đề nghe thì chúng ta có thể đọc thêm tài liệu, rồi bữa sau thì nếu mà không hiểu thì mình sẽ giải thích sau nha. Rồi, thôi thì tôi cứ điểm danh thôi, bạn nào bị đẩy ra thì báo cho mình qua cái nhờ bạn lớp trưởng nha. Báo cho mình một cái nha. Rồi có ai hỏi gì không?